Rồi chào cả lớp ha. Chúng ta bắt đầu nghe các bạn. Các bạn nghe cô nói không ạ? Lớp ơi, các bạn có nghe cô nói không? Ok, thì chúng ta bắt đầu các bạn ha. Hôm trước chúng ta đã đi hết chương 10 phải không ạ? Đúng không ạ? À, các bạn đã biết được cách tính rủi ro và tỷ suất sinh lời của một chứng khoán dựa vào gọi là dữ liệu lịch sử hay là dữ liệu trong quá khứ, đúng không? Và bây giờ mình sẽ chuyển qua là cách tính tỷ suất sinh lời rủi ro của một chứng khoán mà mình xem xét là gì trong tương lai, tức là mình nhìn vào look forward looking, có nghĩa là mình nhìn vào trong tương lai thì cái tỷ suất sinh lời và rủi ro của nó như thế nào. Và lúc này mình sẽ dùng một cái từ gọi là tỷ suất sinh lời kỳ vọng, chứ mình không dùng từ là tỷ suất sinh lời nữa, bởi vì cái tỷ suất sinh lời của mình ở đây chỉ là expected thôi, chứ không phải là 100% là chắc chắn mình sẽ đạt được điều đó. À, lớp mình là có nhóm nào thuyết trình không? Hay là cô giảng hết các bạn? Và chương này là cô giảng đúng không? Chương tiếp theo là chương thị trường hiệu quả. Có nhóm nào đăng ký không? Không đúng không? Để cô biết thôi. Còn không đăng ký không sao hết các bạn nha. Cái này là không bắt buộc, đúng không? Chỉ giúp các bạn có điểm cộng hay không thôi. Dạ. Chương 10 là có bài tập về nhà không các bạn? Chương 10 có bài tập về nhà không ạ? Rồi, nếu như không có thì bây giờ chúng ta đi vào chương 11 luôn nhé các bạn. Ok, bắt đầu nha. Chương này nội dung hơi nhiều, hơi dài. À, rất nhiều các cái nội dung ở trong đó. À, thực chất là sau này học môn investment, tức là môn đầu tư, chúng ta sẽ đi kỹ những cái nội dung mà trong chương 11 này đã đi. Còn trong chương 11 này thì ở cái mức là tài chính doanh nghiệp thì mình sẽ chỉ đi gọi là đi lướt thôi các bạn. Còn đi kỹ, giải thích từng ý một ở trong này thì môn đầu tư nó sẽ đi kỹ cái này. Bởi vì trong đầu tư thì một trong những cái tiêu chuẩn đó là chúng ta sẽ phải luôn luôn xem xét hai khía cạnh là tỷ suất sinh lời và rủi ro khi đưa ra quyết định đầu tư. Cho nên chương đầu tư tài chính sẽ đi rất kỹ cái phần này các bạn ha. À, các bạn chỉ cần nắm được khoảng cỡ 30 đến 50% những gì cô trình bày hôm nay là được ha. Yeah. Rồi mình bắt đầu nha. À, vậy thì kỳ vọng là sau chương này các bạn sẽ biết cái gì? Sau chương này các bạn sẽ biết được cách tính tỷ suất sinh lời và rủi ro, tỷ suất sinh lời kỳ vọng hay là tỷ suất sinh lời dự kiến và rủi ro của một chứng khoán, cũng như cách tính tỷ suất sinh lời và rủi ro của một danh mục. Tức là các bạn sẽ biết cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng, chúng ta gọi là expected return và standard deviation, tức là rủi ro của một chứng khoán, và cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một danh mục. Một danh mục có nghĩa là các bạn sẽ nắm giữ nhiều chứng khoán thì lúc đó tỷ suất sinh lời và rủi ro sẽ như thế nào. Và các bạn hiểu được cái tác động của đa dạng hóa, phân biệt được rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống, và từ đó các bạn nắm được cái mô hình định giá tài sản vốn CBA như thế nào ha. Thì đó là những cái nội dung chính mà chúng ta sẽ học trong cái chương này. À, bây giờ bắt đầu vào phần thứ nhất, đó là cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một cái chứng khoán riêng lẻ. Vậy thì vì sao chúng ta đã biết cách tính tỷ suất sinh lời của một chứng khoán? Còn nhớ tuần trước chúng ta đã học các bạn, tỷ suất sinh lời của một chứng khoán có thể được tính là bằng tổng cái lợi nhuận chia cho số vốn đầu tư ban đầu, tức là bằng cổ tức này cộng với chênh lệch giá mà chia cho số vốn đầu tư ban đầu, các bạn có nhớ không? Đó. Các bạn xài email mà email UEH thì các bạn sẽ vào lớp mà không cần phải sự accept của cô nha. Còn các bạn sai email mà không phải email student á, thì các bạn sẽ phải cần cô đồng ý thì nó sẽ mất thời gian ha. Mình sai email student á, là xem như cô đã invite rồi, các bạn không cần nữa. Rồi, chúng ta quay trở lại nha. Tiếp. Ê thì tuần trước trong chương 10 các bạn đã được học cách tính tỷ suất sinh lời của một chứng khoán. Ê thì vì sao mà tôi lại xin thêm một cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng để tôi học làm cái gì? Là lý do là thế này này. Cái mà nó sẽ ảnh hưởng đến thành quả của các bạn hôm nay các bạn đưa ra quyết định đầu tư, thì cái mà ảnh hưởng đến thành quả của các bạn ngày hôm nay đó sẽ chính là gì? Đó là tỷ suất sinh lời trong tương lai.
Tức là cái tỷ suất sinh lời trong tương lai mới là cái mà nó sẽ ảnh hưởng đến thành quả của các bạn. Đúng ạ? Chứ không phải là cái trong quá khứ. Bởi vì hôm nay tôi bỏ tiền ra tôi đầu tư thì cái tỷ suất sinh lời mà chứng khoán đem lại trong tương lai mới là cái mà nó ảnh hưởng đến thành quả của tôi đầu tư. Phải không các bạn? Vậy thì tôi cần là tôi muốn biết là cái tỷ suất sinh lời trong tương lai các bạn. Cái đó mới là cái mà tôi quan trọng nhất. Vậy tôi đầu tư thì cái tỷ suất sinh lời trong tương lai mà cái chứng khoán này đem lại mới là cái ảnh hưởng lớn đến cái quyết định của tôi. Tuy nhiên, cái tỷ suất sinh lời trong tương lai thì rõ ràng là chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể biết chắc chắn được. Và chúng ta không thể nào chúng ta biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đúng không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta không thể nào chúng ta biết chắc chắn là tôi mua chứng khoán này, tôi nắm giữ yên một kia thì chắc chắn 100% là tôi đạt được một cái tỷ suất sinh lời bao nhiêu. Chúng ta không thể nào, ngoài trừ chúng ta đầu tư vào các tài sản phi rủi ro. Còn nếu chúng ta đã đầu tư vào các tài sản có rủi ro thì dĩ nhiên là nó sẽ có sự không chắc chắn. Chúng ta không thể nào chắc chắn 100% là chúng ta sẽ đạt được cái tỷ suất sinh lời nào đó trong tương lai. Vậy thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là chúng ta chỉ có thể tính một thứ đó là tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Dẫn đến là gì? Để ra được quyết định đầu tư thì người ta sẽ dựa trên gọi là tỷ suất sinh lời kỳ vọng các bạn nha. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng gọi là expected return. Tỷ suất sinh lời cái mà tôi dự kiến, cái mà tôi kỳ vọng. Cho nên các bạn hay nghe câu là đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời thì thực chất là đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời kỳ vọng, dự kiến. Expected ở đây là kỳ vọng và dự kiến. Đấy thì qua chương 11 chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ cần đi tính là cái chúng ta cần tính là tỷ suất sinh lời kỳ vọng hay tỷ suất sinh lời dự kiến, và do đó nó sẽ có một cái chữ E ở trước này, là E là expected return. Chúng ta không còn return nữa mà expected return. Để các bạn hiểu expected return nó sẽ khác real return, tỷ suất sinh lời thực. Ở một điểm là expected là cái tôi kỳ vọng, cái tôi dự kiến mà thôi. Nó có thể lật ra khỏi cái thực tế mà sau này tôi đạt được. Yeah. Nó sẽ có thể có sự sai lầm. Vậy thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán sẽ được tính như thế nào? Thì có một số phương pháp để tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán. Phương pháp thứ nhất đó là các bạn sẽ sử dụng tỷ suất sinh lời trung bình cộng trong quá khứ. Thì đây là một cách. Nhưng mà cách này thì nó sẽ bị một cái giả định là quá khứ sẽ lặp lại, trong khi quá khứ thì không chắc là quá khứ sẽ lặp lại. Đúng không? Nếu chúng ta lấy tỷ suất sinh lời trung bình trong quá khứ để chúng ta dự kiến cho tỷ suất sinh lời trong tương lai, có nghĩa là các bạn đang giả định là quá khứ sẽ lặp lại, trong khi không ai chắc chắn là quá khứ sẽ lặp lại hết. Thì đó là một cách. Dĩ nhiên là sai tỷ suất sinh lời trung bình trong quá khứ có thể giúp xem như là một cách để tham khảo, để dự kiến tỷ suất sinh lời trong tương lai. Nhưng mà gì? Rõ ràng là mình đã bị một cái giả định là quá khứ sẽ lặp lại, nhưng điều đó là không chắc chắn. Một phương pháp thứ hai để tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng chúng ta hay sử dụng hơn, đó là các bạn sẽ đi phân tích các triển vọng của công ty, phân tích các cái khả năng có thể xảy ra, khả năng có thể xảy ra cụ thể như thế này. Giả định như ngày hôm nay tôi xem xét một cái chứng khoán, ví dụ như tôi xem xét cổ phiếu của công ty Supertech Oslo Park, hai cái công ty này, thì tôi sẽ không thể nào tôi chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên tôi dự kiến là nó có thể có 4 tình huống xảy ra. Ngày hôm nay tôi dự kiến là có 4 tình huống có thể xảy ra. Ví dụ như nền kinh tế có thể là suy thoái, có thể trì trệ, có thể bình thường, hoặc là có thể tăng trưởng. Đúng không ạ? Tức là các bạn dự kiến những khả năng có thể xảy ra. Và sau đó các bạn sẽ dự kiến xác suất có thể xảy ra đối với từng cái trường hợp này. Xác suất xảy ra đối với từng trường hợp này. D được gọi là probability, tức là xác suất xảy ra đối với từng trường hợp này. Để đơn giản hóa, ví dụ như cô dự kiến là xác suất xảy ra trường hợp suy thoái là 25%, tức là 1/4 đó. 4 trường hợp thì 1 trường hợp là 1/4. Cái này là 25%, cái này là 25, cái này là 25. Ví dụ như vậy, đúng không? Cô dự kiến là xác suất xảy ra của mỗi trường hợp là 25-25, đúng không? Tức là 1/4, 1/4 các bạn, 25% các bạn nhé, phần trăm. Đó là xác suất xảy ra của từng trường hợp. Cô không biết được chắc chắn điều gì để xảy ra, cho nên cô sẽ dự kiến các cái triển vọng, các cái trường hợp có thể xảy ra. Và sau đó cô sẽ ước tính tỷ suất sinh lời cho từng trường hợp. Ví dụ như cô dự kiến là nền kinh tế mà suy thoái thì giá của cổ phiếu công ty này có thể rớt xuống đến bao nhiêu, và cô tính tỷ suất sinh lời trong tình huống đó, ví dụ như là -20%. Nếu mà tăng trưởng thì giá nó có thể tăng lên đến bao nhiêu, và gọi là
tỷ suất sinh lời có thể đạt được lên đến 50%. Tương tự công ty Slowpoke thì nếu mà trong tình huống suy thoái thì tỷ suất sinh lời của nó sẽ là bao nhiêu? Trong trường hợp tăng trưởng thì tỷ suất sinh lời của nó là bao nhiêu? Đúng các bạn ha. Ê, thì bây giờ tỷ suất sinh lời kỳ vọng sẽ được tính như nào? Tỷ suất sinh lời kỳ vọng có thể được tính theo một cách, đó là bằng gì? Nó sẽ được tính là bằng là bình quân xác suất, tức là nó sẽ có một công thức như thế này. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng lúc này có thể được tính là bằng gì? Bằng là tổng sigma BI, tổng sigma BI nhân với RI. Trong đó BI là gì? BI là xác suất xảy ra cái trường hợp thứ nhất, và RI là tỷ suất sinh lời trong trường hợp thứ nhất. Ví dụ ở đây, làm sao tôi tính được tỷ suất sinh lời kỳ vọng của công ty Supertech? Tôi sẽ lấy BI nhân, tôi sẽ lấy BI nhân 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 xong rồi cộng lại hết, cộng đây cô sẽ ra được là 17,5%. 17,5% Slowpoke ra được 5,5%, bởi vì ở đây vì sao nó cộng lại nó chia 4 là bởi vì xác suất 25%, tức là bằng 1/4. Nhưng nếu trong trường hợp mà không phải 25% thì các bạn lưu ý các bạn cộng lại chia 4 thế này, mà các bạn phải lấy tổng sigma BI nhân RI. À, ví dụ như đây là 30 chẳng hạn, giả định như đây là 30, đây là 20, thì lúc đó các bạn sẽ lấy là gì? 0,3 nhân với âm 20 cộng 0,2 nhân với 10 cộng 25 nhân với 30 cộng với 0,25 nhân với 50. Đấy ạ, tức là đây là tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Nó sẽ bằng là bình quân xác suất, tức là bằng xác suất xảy ra của từng trường hợp nhân với tỷ suất sinh lời của từng trường hợp. Thì đây là gọi là tỷ suất sinh lời kỳ vọng, tức là tôi dự kiến nó là tỷ suất sinh lời ước tính ở mức trung bình, trung bình kỳ vọng, đúng không? Có khả năng tôi sẽ bị lỗ 20%, nhưng cũng có khả năng tôi sẽ diện tôi sẽ lời đến 50%, và tính trung bình thì cái mức ước tính sẽ là khoảng cỡ là 17,5%. Yeah. Còn với Slowpoke là 5,5%. Thì đó là cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán. Bởi vì cái mà chúng ta sẽ dựa trên để chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta phải dựa trên tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Chứ bởi vì tỷ suất sinh lời thực tế tôi đâu biết đâu. Điều tôi làm sao mà ai có thể biết được điều gì chắc chắn xảy ra trong tương lai. Cho nên ngày hôm nay mình nói rằng là mình đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời để mình đi đầu tư, thì thực chất ở đây là mình đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời kỳ vọng dự kiến. Và tỷ suất sinh lời kỳ vọng dự kiến của chứng khoán sẽ được tính như này: tổng sigma của xác suất xảy ra từng trường hợp nhân với tỷ suất sinh lời từng trường hợp. Vậy thì rủi ro cụ thể là độ lệch chuẩn sẽ được tính như thế nào? Độ lệch chuẩn sẽ được tính như sau. Tiếp đến là độ lệch chuẩn, đây là tỷ suất sinh lời ha. Vậy thì phương sai và độ lệch chuẩn sẽ được tính như nào? Công thức phương sai và độ lệch chuẩn sẽ được tính như sau. Tương tự các bạn còn nhớ tuần trước cô nói các bạn không? Phương sai độ lệch chuẩn thực chất là nó biết được là cái gì? Là cái khoảng cách trung bình của tất cả các điểm đến điểm ở giữa. Về điểm ở giữa của chúng ta là đây, tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Vậy thì trước hết là các bạn phải tính dựng khoảng cách của các điểm đến điểm ở giữa. Nó phải bằng khoảng cách của tất cả các điểm đến điểm ở giữa, đúng không? Khoảng cách của các điểm đến điểm ở giữa. Và sau đó là gì? Chúng ta phải bình phương lên để mất dấu âm dương, còn nhớ không? Bình phương lên để mất dấu âm dương. Thế nhưng mà đây là chỉ là khoảng cách của một điểm đến điểm ở giữa điểm trung bình thôi. Bây giờ tôi phải tính trung bình của tất cả các điểm. Thì các bạn nhìn này, cứ một điểm này, tỷ suất sinh lời của một điểm này với xác suất xảy ra, thì chúng ta sẽ cứ nhân với xác suất nhân với tổng sigma BI thì chúng ta sẽ ra được R trung bình. Vậy thì đây là khoảng cách của một điểm, thì muốn tính khoảng cách trung bình thì chúng ta làm gì các bạn? Các bạn sẽ nhân với gì? Nhân với, để cô viết lại nó nhỏ lại chút xíu này, nó có chỗ để viết hết cái công thức. Vậy phương sai và độ lệch chuẩn trong tình huống mà mình xem xét triển vọng sẽ được tính như thế nào? Đây, nó là bằng RI trừ E RI, đúng không?
nó là khoảng cách của một điểm đến điểm ở giữa. Nhưng mà lúc nó âm, lúc nó dương, cho nên mình phải bình phương lên để mất dấu âm dương. Bình phương lên để mất dấu âm dương. Đúng không? Và sau đó mình tính khoảng cách thì mình sẽ nhân với tổng sigma BI. Tổng sigma BI. Nhân với tổng sigma BI là mình ra được. Và nếu mà vì mình bình phương lên để mất dấu âm dương thì sau đó mình sẽ căn trở lại. Và đây là công thức tính độ lệch chuẩn các bạn. Công thức tính độ lệch chuẩn. Đúng không? Tính độ lệch chuẩn. Ví dụ trong tình huống này nó sẽ tính như thế nào? Ví dụ trong tình huống này ha, thì nó tính như thế nào? Giả định đây là 25 nha, đây là 25 trong lúc này. À, thì nó tính như thế nào? À, chẳng hạn như đối với công ty thứ nhất là công ty Supertech. Thì trước hết các bạn sẽ lấy RI mà trừ R trung bình. RI trừ R trung bình. Vậy thì các bạn sẽ có gì? Đây. Đây là RI đúng không? Các bạn trừ đi R trung bình. R trung bình của mình là 17,5. Tỷ suất sinh lời dự kiến kỳ vọng của mình là 17,5. Đúng không? Vậy thì các bạn lấy RI trừ R trung bình, các bạn sẽ ra được này. Đây. Âm 0,2 trừ đi 0,175, các bạn sẽ ra được âm 0,375. Làm tương tự cho bốn trường hợp còn lại là GJ bình thường và bùng nổ. Đây là RI của từng trường hợp. Các bạn trừ đi R trung bình, các bạn sẽ ra được cái này. Đây, ra được cái này. Nhưng mà nếu các bạn trừ thế này, các bạn sẽ thấy lúc nó âm, lúc nó dương không? Mà mình xem khoảng cách cho nên mình phải mất dấu âm dương, cho nên mình sẽ bình phương này. Đây, mình sẽ tính bình phương này. Được chưa? Mình bình phương lên. Nhưng mà mình bình phương lên xong rồi mình gì? Mình có cái bình phương này này. Đây này, có mấy cái này này. Thì mình mới làm gì ạ? Các bạn sẽ nhân với xác suất của từng trường hợp. Ví dụ như nhân với xác suất B1 là trong trường hợp suy thoái. Các bạn nhân với xác suất trong trường hợp B2 là trì trệ. Trì trệ. Trong trường hợp B2 là trì trệ. Đúng không? Rồi các bạn nhân với xác suất B3 trong trường hợp bình thường. Giả định như lúc này của mình đây là 25% đấy các bạn. Và trong trường hợp B4 là xác suất xảy ra trường hợp bùng nổ. À, ví dụ của mình đây là 25 hết. À, mình để đơn giản hóa, mình giả định là xác suất bốn trường hợp là 25 hết. Đây 25%. 100% thì có 1/25 khả năng xảy ra là suy thoái. 25 khả năng xảy ra, đây là mình giả định thôi nha. Sau khi tính toán mình ước tính. Đấy. Thì các bạn nhân với B1, B2, B3, B4 này là 25, 25. Xong rồi các bạn cộng hết, cộng lại. Các bạn sẽ ra được một con số gọi là gì, là phương sai. Các bạn căn của cái phương sai đó, các bạn sẽ có được độ lệch chuẩn. Đấy. Nhân với BI ấy, xong rồi căn là ra được độ lệch chuẩn. Cụ thể ở đây, các bạn nhìn này. Các bạn cộng lại hết. Cộng lại bởi vì đây là 25% là bằng 1/4. Cho nên họ cộng thế này. Còn không các bạn phải nhân với xác suất. Thì đây là phương sai. Và các bạn căn của phương sai thì các bạn sẽ có được độ lệch chuẩn là 25,86. Đấy chưa? 25,86. Vậy thì tóm lại là gì? Tóm lại là chúng ta sẽ có hai công thức. Để tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán thì được tính bằng tổng sigma BIRI. Còn để tính gì? Để tính là phương sai hay là độ lệch chuẩn? Độ lệch chuẩn là căn của phương sai mà thôi. Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn. Tức là chữ sigma bình phương là gọi là phương sai. Còn chữ sigma không gọi là độ lệch chuẩn. Thì độ lệch chuẩn nó sẽ diện khoảng cách trung bình. Để làm gì? Lấy RI trừ ARI nhân với BI cộng lại hết. Bình phương nhân với BI cộng lại hết và căn ra. Các bạn sẽ có được độ lệch chuẩn. Thì đó là cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn mà xét về trong tương lai. Tức là mình sẽ đi xét trong trường hợp là tình huống là các trường hợp có thể xảy ra. Theo triển vọng của công ty. Rồi. Đến đây có ai không không nắm được không ạ? Có ai không hiểu không ạ? Bạn nào không biết được cách tính tỷ suất sinh lời và độ lệch chuẩn của một chứng khoán không ạ? Đây là tỷ suất sinh lời kỳ vọng nha. Nó khác với cái tỷ suất sinh lời mà trong chương 10 mình tính. Mình tính là mình cộng lại trung bình thôi. Vì sao? Bởi vì cái đó là cái lịch sử. Cái lịch sử. Còn đây là gì? Cái đây là mình ước tính. Mà khi mình ước tính mình dựa trên các cái trường hợp có thể xảy ra thì mình chỉ có thể có là gì? Xác suất mà thôi các bạn ha. Dạ. Vậy khác. Giờ mình sẽ làm một bài để các bạn thấy
khác biệt ha. Các bạn nhìn ở đây này, khi mà trong cái đồ lệch chuẩn của chúng ta, đồ lệch chuẩn này, thì nếu mà ở cái chương 10 là mình sẽ gì? Mình tổng RI, RI bình phương mình chia cho N trừ 1. Bởi vì mình có từng quan sát, và có N quan sát thì mình chia cho N trừ 1, nhớ không? Nhớ nhớ không? Đó là cái chương 10, thì đó là mình dựa trên dữ liệu lịch sử. Nhưng mà bây giờ trong tương lai thì mình chỉ có thể biết là các trường hợp, mình có thể dự đoán các trường hợp có thể xảy ra mà thôi, và xác suất ứng với từng trường hợp. Rồi, để mình cố xem thử có phải tập nào mình làm được một bài rồi mình đi tiếp ha. Mình đi chậm mà chắc ha. Những bạn nào mà đã được học rồi thì các bạn chịu khó nghe lại một chút xíu ha. Còn không thì các bạn có thể làm việc khác tùy. Chà. Rồi. Bây giờ trước khi đi tiếp, các bạn tính dùng cô. Các bạn có thể, mình đang học online là mình xài được laptop, thì mình có thể, mình đang xài laptop mình mở Excel mình tính cho nó nhanh ha. Cho mình tính tay nó mất thời gian, mình xài Excel. Dạ. Yeah. Excel thì mình gõ nó nhanh hơn. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ các bạn làm thử cho cô bài này. Bài số 5. À, các bạn hãy tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Các bạn thấy chữ expected return không? Tỷ suất sinh lời dự kiến thôi. Chứ mình không thể nào chắc chắn được điều gì trong tương lai, cho nên ngày hôm nay mình đưa ra quyết định đầu tư là mình dựa trên expected return. Dạ. Và standard deviation của hai cái cổ phiếu này. Thì thôi giờ, bây giờ mất thời gian quá thì các bạn tính cho cô một cổ phiếu A thôi đi. Cổ phiếu B tính tương tự, cho nên thôi tính một cái thôi. Dạ. Các bạn tính cho cô standard deviation của stock A thôi. Stock B về nhà tính. Đó, nó giả định như thế này các bạn này. Giả định như là cô đang tính là cô có nên đầu tư vào cổ phiếu A hay không. Thì trước hết cô phải biết cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ chuẩn của nó. Thì bây giờ làm sao để tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng? Cô không biết là điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên dựa trên những cái phân tích nền kinh tế, phân tích ngành, phân tích công ty, thì cô có thể xem xét là nó có thể có 3 tình huống triển vọng công ty này. Có 3 khả năng có thể xảy ra: suy thoái bình thường và tăng trưởng, recession, normal and boom. Vậy thì probability, tức là xác suất xảy ra đối với từng trường hợp, là 20%, 55% và 25%. Tức là có 20% khả năng là công ty này sẽ bị suy thoái, có 55% khả năng là công ty này hoạt động bình thường, có 25% khả năng là công ty này tăng trưởng. Và tỷ suất sinh lời trong từng tình huống sẽ như sau. Cái này là return, là đây là RE các bạn. Đây là RE này. Còn đây là BI, probability là BI. RE, ví dụ ở đây là tương đương là 6%, 7%, 11%. Để các bạn tính cho cô expected return và standard deviation. Rồi, các bạn có khoảng cỡ 2 phút thôi. Các bạn nhìn chat box, một số bạn đã tính được expected return rồi, nhưng còn đồ lệch chuẩn nữa. Rồi, tất cả đều làm đúng là tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 7,8%, đúng không? Để tổng sigma BI nhân với RI, tức là lấy là 0,2 nhân với 6% cộng 0,55 nhân với 7% cộng 0,25 nhân với 11% thì các bạn sẽ ra được 7,8%. Đó là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán A. Mình kỳ vọng bởi vì sao? Đây là mức trung bình, mức dự kiến thôi, chứ mình không thể nào chắc chắn được. Mình chỉ có gọi là expected, estimated. Rồi, thì bây giờ tính đồ lệch chuẩn. Đây có một bạn, đã có một bạn có được có đồ lệch chuẩn. Chúng ta nhìn thử, đó là bạn mà bạn gì nhỉ? Bạn sớm nhất có được đồ lệch chuẩn đó là bạn Khánh Quỳnh, Nguyễn Như Khánh Quỳnh. Và bạn tính đồ lệch chuẩn bằng cách gì? Trước hết là các bạn sẽ đi tính, để các đi tính là phương sai. Thì bạn đã gõ nó hơi bị một chút nha. Cái số 2 mà cuối là thành là mũ 2 nha.
tức là bằng 20% này nhân với ROI là 6% trừ đi ROI trung bình 7,8 rồi bình phương lên. Các bạn nhìn cái bài của Nguyễn Như Khánh Quỳnh thấy không ạ? Đi lên một chút xíu, thấy cái bài của Nguyễn Như Khánh Quỳnh không ạ? Thì bạn có trình bày cách tính đồ lệch chuẩn. Thì trước khi tính đồ lệch chuẩn thì bạn tính phương sai. Có phương sai thì căn của phương sai là mình có được đồ lệch chuẩn. Phương sai thì bằng gì? Đó là bằng ROI trừ đi ROI trung bình. Đúng không? Xong rồi bình phương và sau đó mình nhân với BI. Đúng không ạ? Rồi. Các bạn nắm được không? Dễ không ạ? Đây. Thì mình sẽ tính là gì? Ví dụ như cổ phiếu A thì ơi mình sẽ đi tính một cái là ROI trừ đi ROI. Đúng không? Rồi. Sau đó các bạn căn. Rồi. Xong rồi các bạn làm gì các bạn? Các bạn bình phương lên. Đúng không ạ? Xong rồi các bạn nhân với BI này, nhân với BI này, cộng lại và cộng lại. Đúng không ạ? Rồi, kết quả các bạn đúng hết nha. Vậy thì riêng bạn đầu tiên là bạn Khánh Quỳnh là bạn cho kết quả đúng đầu tiên, cho nên bạn Khánh Quỳnh sẽ được 1 điểm cộng ha. Bạn cho đáp án đầu tiên ha. Rồi. Rồi, vậy là được rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một danh mục. Thì thế nào là danh mục ha? Có ai không biết cách tính nữa không ạ? Được hết ha. Nếu mà đi nhân các bạn nói nha, đi chồng các bạn cũng nói. Vậy chẳng hạn như những phần này các bạn biết rồi, các bạn nói biết rồi. Khỏi cần làm bài tập và mình đi qua những phần khác. Để mình sẽ tập trung những cái gì mà mình còn chưa rõ ha. Chứ không là chúng ta làm mất thời gian của nhau đúng không? Phần biết rồi cô lại nói chậm, phần chưa hiểu thì cô lại đi quá nhanh, chẳng hạn như vậy ha. Đó là các bạn đã biết được cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và phương sai của một chứng khoán. Bây giờ mình sẽ đi qua cách tính gì? Cách tính tỷ suất sinh lời và danh mục. Cách tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một danh mục. Thì thế nào được gọi là danh mục? Danh mục được hiểu là gì? Đó là cái sự kết hợp đầu tư của nhiều chứng khoán. Có nghĩa là gì? Là nếu bây giờ tiền của các bạn không phải đổ vào một chứng khoán nữa, mà các bạn đổ vào nhiều chứng khoán, các bạn đổ vào nhiều các cái tài sản, thì người ta gọi đó là các bạn đang nắm giữ một danh mục. Để lưu ý, danh mục có nghĩa là gì? Là các bạn đầu tư vào nhiều chứng khoán thay vì một chứng khoán. Dạ. Vậy thì bây giờ làm sao để tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục? Vậy thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục có thể được tính như thế nào? Tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của danh mục. Thì trước hết cô sẽ giới thiệu các bạn cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục. Thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục có thể được tính là bằng bình quân gia quyền tỷ suất sinh lời kỳ vọng của các chứng khoán riêng lẻ trong danh mục. Ví dụ thế này, giả định như danh mục của các bạn chỉ gồm hai chứng khoán, một là chứng khoán A, hai là chứng khoán B. Ví dụ như bây giờ cô sẽ xét một cái danh mục gọi là B, và danh mục này chỉ gồm hai chứng khoán là A và B. Vậy thì tỷ suất sinh lời của danh mục thông thường được ký hiệu là gì? Tỷ suất sinh lời kỳ vọng đó nha, gọi là ARP. Nó sẽ được tính bằng gì? Nó sẽ được tính là bằng bình quân gia quyền. Bình quân gia quyền của tỷ suất sinh lời kỳ vọng của các chứng khoán riêng lẻ nghĩa là sao? Là nghĩa là bằng là tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán A. Tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán A nhân với tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán A. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán A
Còn với tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán B nhân với tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán B. Tên lợi kỳ vọng của chứng khoán B. Thì đó được gọi là bình quân giá quyền. Rất là đơn giản. Tức là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của từng chứng khoán thì mình vừa mới học cách tính xong. Chúng ta biết cách tính rồi. Vậy thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục nó được tính là bằng bình quân giá quyền. Bình quân giá quyền nghĩa là gì? Là bằng tỷ trọng của từng chứng khoán trong danh mục mà nhân với tỷ suất sinh lời kỳ vọng của từng chứng khoán. À, ví dụ các bạn đầu tư 60% tiền của các bạn đổ vào A, 40% đổ vào B thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng của các bạn sẽ bằng là 60% nhân với tỷ suất sinh lời kỳ vọng của A, còn 40% nhân tỷ suất sinh lời kỳ vọng của B. Và từ đây cô có thể khái quát lên là cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một cái danh mục gồm N chứng khoán sẽ được tính như thế nào. Cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một cái danh mục gồm N chứng khoán nó sẽ được tính là bằng gì? Tổng sigma xi, tổng sigma xi nhân với gì? Nhân với ARI. Nhân với ARI. Tổng sigma XI nhân ARI. Trong đó XI là gì? XI là tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán Y. Tức là gì? Tổng sigma XI sẽ bằng 1 hay bằng 100%. Tổng sigma XI sẽ bằng 1 hay bằng 100%. Các bạn ơi, 1 hay là bằng 100%. Được chưa? Là tỷ trọng đầu tư vào từng cái và nhân với tỷ suất sinh lời của từng cái, rất là đơn giản như vậy. Bây giờ mình mới đi qua là gì? Chẳng hạn ở đây các bạn này, nếu các bạn đầu tư 60% vào Super Tech và 40% vào Slow Pop thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng sẽ bằng 0,6 mà nhân với tỷ suất sinh lời kỳ vọng của Super Tech lúc nãy mình tính là 17,5 và 40% nhân với tỷ suất sinh lời kỳ vọng của Slow Pop là 5,55, tức là 12,7%, rất là đơn giản, đúng không ạ? À, bây giờ quan cái thứ hai đó là phương sai và đồ đạch chuẩn. Phương sai là sigma bình phương nha, còn đồ đạch chuẩn là sigma, nó là căn của phương sai rồi. Vậy thì bây giờ phương sai và đồ đạch chuẩn của danh mục sẽ được tính như thế nào? Thì câu hỏi đặt ra, nếu các bạn nắm giữ một cái danh mục thì tỷ suất sinh lời của danh mục sẽ bằng bình quân giá quyền tỷ suất sinh lời của từng chứng khoán trong danh mục, nhưng mà rủi ro của danh mục gọi là sigma p. Nó có bằng bình quân giá quyền rủi ro của từng chứng khoán trong danh mục hay không? Ví dụ cô đầu tư vào hai chứng khoán thì nó có bằng là tỷ trọng của A nhân với sigma A. Các bạn thông cảm một chút nhé, nó hơi ồn một chút xíu. Tại mình học thứ bảy á, các bạn mấy bạn nhỏ mấy bạn á, hơi ồn một chút xíu. Các bạn thông cảm một chút xíu nhé. Nhân với sigma B. Thì câu hỏi đặt ra là rủi ro của danh mục, tức là đồ đạch chuẩn của danh mục, có bằng bình quân giá quyền đồ đạch chuẩn của từng chứng khoán trong danh mục hay không? Thì câu trả lời là không các bạn. Người ta thấy đồ đạch chuẩn của danh mục không bằng nha. Không bằng bình quân giá quyền đồ đạch chuẩn của từng chứng khoán trong danh mục. Tỷ suất sinh lời thì bằng bình quân giá quyền, nhưng mà đồ đạch chuẩn thì không bằng. Cụ thể hơn thì người ta phát hiện ra một điều nữa là đồ lệch chuẩn của danh mục nó sẽ nhỏ hơn một bằng. Chỉ có một trường hợp duy nhất nó bằng, một lát nữa mình sẽ đề cập. Còn lại hầu như tất cả các trường hợp là nó nhỏ hơn bình quân giá quyền. Tức là gì? Khi các bạn nắm giữ nhiều chứng khoán, khi tiền của các bạn gọi là đa dạng hóa danh mục, tức là đa dạng hóa là hiệu là gì? Diversification strategy, tức là cái chiến lược đa dạng hóa nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn thêm nhiều chứng khoán vào trong danh mục của mình. Thì người ta phát hiện ra là khi các bạn đa dạng hóa danh mục, khi các bạn nắm giữ nhiều chứng khoán thì tỷ suất sinh lời của các bạn là bằng bình quân giá quyền. Tỷ suất sinh lời của các bạn là bằng bình quân giá quyền tỷ suất sinh lời của từng chứng khoán trong danh mục. Nhưng rủi ro của các bạn thì nhỏ hơn, thì không phải bằng bình quân. Hay nói cách khác là người ta phát hiện về mặt trực giác đó là gì? Là việc đa dạng hóa có thể giúp các bạn giảm thiểu rủi ro. Đây, đa dạng hóa có thể giúp các bạn giảm thiểu rủi ro. Đa dạng hóa có thể giúp các bạn giảm thiểu rủi ro. Lấy một cái
Giảm thiểu cho các bạn. Đây, đa dạng hóa nó giúp các bạn giảm thiểu rủi ro. Vậy thì đặt ra một câu hỏi là tại sao đa dạng hóa lại giúp các bạn giảm thiểu rủi ro? Tại sao lại đa dạng hóa lại giúp các bạn giảm thiểu rủi ro? Thì người ta thấy một cái này này. Thì thôi cái phần lập luận này để một lát nữa rồi rồi phân tích được. Đây, để cái này thôi. Thì tại sao đa dạng hóa, tức là người ta kia này, khi mà cái số lượng chứng khoán trong danh mục các bạn nắm giữ càng nhiều lên, gọi trục phần là số lượng chứng khoán trong danh mục các bạn, và trục tung là đồ đạc chuẩn của cái danh mục các bạn, tức là cái này trục tung là sigma p và trục phần là cái số lượng chứng khoán trong danh mục. Thì khi số lượng chứng khoán mà tăng lên đó, thì người ta phát hiện là cái standard deviation, cái đồ đạc chuẩn đó, nó giảm xuống các bạn này. Các bạn thấy không? Nó đi xuống này, nó giảm xuống. Nhưng mà nó sẽ không về không. Vì sao là như vậy thì một chút xíu chúng ta sẽ xem xét. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phát hiện ra là nó giảm xuống này. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại có thể giảm xuống? Vậy thì rủi ro của danh mục nó phụ thuộc vào cái gì? Thì người ta phát hiện là rủi ro của một danh mục nó phụ thuộc vào rủi ro của từng chứng khoán trong danh mục. Nhưng nó còn phụ thuộc vào một thứ nữa các bạn. Đó là mối tương quan giữa các chứng khoán này. Mối tương quan giữa các chứng khoán này. Bởi vì nếu mà mối tương quan của các chứng khoán này là ngược chiều nhau thì nó sẽ giúp các bạn giảm thiểu cái sự dao động tỷ suất sinh lời. Mình còn nhớ mình nói rủi ro là gì? Là mức độ dao động về tỷ suất sinh lời. Vậy thì nếu như các chứng khoán mà nó thay đổi ngược chiều nhau thì nó có thể giúp làm giảm cái dao động, giảm cái sự là giảm cái mức độ dao động về mặt tỷ suất sinh lời. Dao động về mặt tỷ suất sinh lời. Đây. Giả định như ví dụ bây giờ các bạn nắm giữ hai chứng khoán, mà khi mà một chứng khoán này tăng lên thì cái giá chứng khoán kia giảm xuống. Vậy thì rõ ràng là gì? Danh mục của các bạn nó có thể không đạt được một tỷ suất sinh lời quá cao hoặc là quá thấp, nhưng mà nó làm cho gì? Làm cho cái tỷ suất sinh lời các bạn nó ổn định được hơn. Nó ổn định được hơn. Ví dụ các bạn đầu tư vào một chứng khoán thôi thì nó tăng các bạn lời nhiều, nó giảm các bạn lỗ nhiều. Bây giờ các bạn đầu tư vào hai chứng khoán và chứng khoán này tăng lên thì chứng khoán kia nó sẽ giảm. Giá chứng khoán này giảm thì giá chứng khoán kia nó lại tăng. Vậy thì nó sẽ có thể thể gì các bạn? Bù đắp, triệt tiêu, bù đắp lại nhau và làm cho cái tỷ suất sinh lời của các bạn nó khá là ổn định. Mà khi tỷ suất sinh lời khá ổn định, tức là cái mức độ dao động nó ít, mà mức độ dao động nó ít có nghĩa là rủi ro nó sẽ như thế nào? Nó thấp. Vậy thì người ta mới phát hiện ra là gì? Rủi ro của một danh mục nó phụ thuộc vào tỷ trọng đầu tư, nó phụ thuộc vào rủi ro của từng chứng khoán, nhưng ngoài ra nó còn phụ thuộc vào một cái nữa là mối tương quan giữa các chứng khoán. Mối tương quan giữa các chứng khoán. Cô hay nói là giống như người xưa hay nói là gì? Đừng để hết trứng vào một rổ. Nhưng điều gì xảy ra? Các bạn nghe theo người xưa là đừng để hết trứng một rổ, là nhằm mục tiêu là để giảm thiểu rủi ro. Nhưng điều gì xảy ra nếu như cô có 10 quả trứng, cô để vào 10 rổ, và 10 rổ này cô lại để vào một cái rổ lớn và để đúng một nơi. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có thể giảm thiểu được rủi ro nhưng mà giảm rất là ít. Bởi vì 10 rổ này là để vào một cái rổ lớn và để một nơi. Thì rõ ràng nếu có vấn đề xảy ra với một rổ, có thể những rổ khác cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như bây giờ cô để vào 10 rổ, và 10 rổ này cô sẽ để vào 10 nơi, mà nếu nơi này có vấn đề thì nơi kia là nơi an toàn. Vậy thì các bạn sẽ thấy điều gì xảy ra các bạn? Nó sẽ giảm thiểu rủi ro rất là nhiều. Các bạn ha, đúng không ạ? Thì bây giờ để tính rủi ro của một danh mục, người ta thấy rằng nó phụ thuộc vào rủi ro của từng chứng khoán, tỷ trọng đầu tư vào từng chứng khoán. Nhưng nó còn phụ thuộc vào một thứ nữa, đó là mối tương quan giữa các chứng khoán này, rất là quan trọng. Cho nên các bạn học xong môn này thì nhớ là câu nói của người xưa là đừng để hết trứng vào một rổ, thì đó chỉ mới là một vế. Cái quan trọng hơn nữa là phải xem xét mối tương quan giữa các rổ này. Vì nếu mà các bạn để trứng vào các rổ khác nhau nhưng mà mối tương quan của các rổ này rất cao thì các bạn giảm thiểu được rủi ro rất là ít. Nhưng mà mối tương quan giữa các rổ này nó ít, rổ này vỡ thì rổ kia là rổ an toàn, thì nó sẽ giảm thiểu được rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ mình cần để tính rủi ro của danh mục, mình đang đứng ở rủi ro danh mục, thì mình ngoài rủi ro của từng chứng khoán mình còn cần một thứ nữa, đó là gì? Mối tương quan giữa các chứng khoán này. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ xem xét làm sao để tính mối tương quan giữa các chứng khoán. Thì để tính mối tương quan giữa các chứng khoán thì trong thống kê họ có cung cấp cho chúng ta một cái khái niệm để giúp chúng ta đo lường cái mối quan hệ về tỷ suất sinh lời của các chứng khoán. Đó chính là hiệp phương sai về hệ số tương quan. Hiệp phương sai ký hiệu là
covariance. Covariance là hiệp phương sai, và hệ số tương quan khi hiểu là rho là hệ số tương quan. Ví dụ như covariance between A and B là hiệp phương sai giữa chứng khoán A và chứng khoán B. Và correlation thì làm sao để tính cái này? Đây. Hiệp phương sai. Đây, hiệp phương sai giữa hai chứng khoán A và B thì sẽ được tính bằng công thức này. Là giá trị kỳ vọng của RA với RA trung bình, RB, RB trung bình. Thì thực chất là viết như thế nào? Các bạn nhìn thấy chóng mặt quá đúng không? Không có gì hết, nó dễ vô cùng. Nó sẽ như thế này các bạn này. Hiệp phương sai rồi chúng ta sẽ có nha, cái hiệp phương sai giữa A và B nó sẽ được tính như thế này. Thì hiệp phương sai giữa A và B có thể được tính như thế này các bạn ha. Công thức này, công thức hiệp phương sai giữa A và B sẽ được tính này. Đây, công thức của nó các bạn này. Giá trị kỳ vọng tức là bằng gì? Tổng sigma BI, tổng sigma BI ha, và xác suất xảy ra từng trường hợp đó, nhân với gì? RI, xin lỗi các bạn nhé, trừ đi ERA, RI trừ ERA, ERA, RI trừ ERA, và nhân với RI, RIA trừ RA, RIA trừ RA các bạn nhé. Và RIB trừ RB, RIB trừ đi ERB. Hơi khó viết, xin lỗi các bạn, chữ nó hơi xấu. ERB xong, ERB các bạn ha. Đấy, thì thực chất các bạn nhìn này, thấy công thức này nó quen quen không? Thực chất nó rất là quen, hơi xấu, chữ xấu quá, nhìn chút xíu nha. Nó rất quen ở một điểm này. Giả định như bây giờ cô có covariance của A với A sẽ bằng gì các bạn? Nếu mà covariance của A với A, ví dụ nha, covariance của A với A thì bằng gì các bạn? Ở đây cô sẽ thấy là A với A. Mà thế A với A thì cô bỏ cái khúc phía sau này được không? Và cô để đây bình phương được không? Giống nhau. Thì cô để bình phương. Thì tổng sigma BIRIA trừ ERA bình phương. Nó chính là gì đấy các bạn? Nó chính là phương sai. Phương sai của A. Nó chính là phương sai của A các bạn này. Đúng không? Vậy thì hiệp phương sai giữa A với A chính là phương sai A. Hiệp phương sai giữa B với B chính là phương sai B. Cho nên hiệp phương sai giữa A với B nó chính là một nửa phương sai A và một nửa phương sai B. Thực chất là một nửa phương sai A và một nửa phương sai B. Thì thực chất là các bạn vẫn chỉ cần nhớ công thức tính phương sai. Tổng sigma BI RA, RI trừ ERI bình phương. Còn nếu mà thế vào thì ở đây chính là gì? Đó, giá trị kỳ vọng, tức là lấy tổng sigma BI, BI và nhân với RA trừ RA trung bình là ERA, RB trừ RB trung bình là ERB các bạn. Thì các bạn ra được hiệp phương sai. Và lấy hiệp phương sai, lấy hiệp phương sai mà chia cho sigma A sigma B thì chúng ta sẽ có công thức, đó chính là hệ số tương quan giữa A và B. Hệ số tương quan giữa A và B. Lấy ví dụ ở đây. Chẳng hạn quay trở lại là Super Tech với là cái này không phải là Super Tech mà cái này là tên gì nhỉ? Này là Slowpoke. Đây là cái sai rồi này. Slowpoke, đúng không? Đây là Slowpoke. Slowpoke. Rồi. Vậy thì để tính hiệp phương sai chúng ta lấy cái gì? Chúng ta lấy này.
RIA trừ RA trung bình. RIA trừ RA trung bình này. Thấy không? Đó. Tỷ suất sinh lời trung bình của SuperTech là 17,5%. Thì lấy RIA trừ RA trung bình chúng ta sẽ ra được cái cột này. Yeah. Cái cột này là RA mà trừ đi RA trung bình. Tức là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của RA. RA trung bình là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của RA. Đúng không? Là cột này này. Tiếp đến cột này là gì? Là RB mà trừ đi ERB. ERB. Đúng không? Đây. RB mà trừ đi ERB. Đúng không? Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của RB là 5,5%. Từng cái mình sẽ ra được bốn cái này. Đúng không? Sau đó mình nhân hai cái này với nhau. Đây này. Đây cái thứ nhất này. Nhân cái thứ hai này. Nhân hai cái này với nhau thì mình sẽ được cái tích này. Đó là nhân hai cái này với nhau. Dù lấy cái này này, nhân với cái này, nhân, đúng không? Lấy cái này này, nhân với cái này này. Đây, nhân với đây. Nhân hai cái này. Đó. Thì các bạn sẽ ra được bốn con số này, đúng không? Bây giờ tính bình quân là mình lấy cái gì? Mình nhân với xác suất. Nhân với xác suất, nhân với B1 này, nhân với xác suất. Nhân với B2 này. Đúng không? Nhân với B3 này. Đúng không? Nhân với B4 này. Đúng không? Nhân với xác suất. Rồi. Xong rồi sau đó các bạn làm gì? Cộng lại hết. Cộng. Cộng. Cộng lại hết. Các bạn cộng lại hết. Thì các bạn sẽ ra được cái chỉ tiêu là hiệp phương sai. Đây, các bạn sẽ ra được hiệp phương sai ở đây. Dạ. Các bạn căn ghi, các bạn chia cho sigma, xin lỗi, các bạn chia cho sigma A, sigma B. Thì các bạn sẽ có được là hệ số tương quan. Và hệ số tương quan âm ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là hai cái chứng khoán này nó có mối quan hệ ngược chiều nhau. Tức là có xu hướng là giá chứng khoán A tăng thì giá chứng khoán B giảm. Và giá chứng khoán B giảm thì giá chứng khoán A lại tăng. Tức là mối tương quan của nó là dấu âm ở đây là ngược chiều nhau. Và cái mối tương quan này thì thông thường cái hệ số tương quan giữa hai chứng khoán nó sẽ phải nằm trong 1 và trừ 1. Nằm trong 1 và trừ 1. Nếu nó bằng 1 có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai chứng khoán này tương quan cùng chiều hoàn toàn. Cùng chiều hoàn toàn nghĩa là gì? Giá cổ phiếu của A tăng, giá cổ phiếu của B cũng tăng. Tăng cùng một lượng tương ứng. Còn nếu ngược chiều hoàn toàn có nghĩa là gì? Là tỷ suất sinh lời của A giảm thì tỷ suất sinh lời này, tỷ suất sinh lời của A giảm thì tỷ suất sinh lời của B tăng. Tỷ suất sinh lời của B giảm thì tỷ suất sinh lời A tăng, tương đương với cùng một mức, gọi là ngược chiều hoàn toàn. Dạ. Nhưng mà trong thực tế tìm một cái hai chứng khoán mà cùng chiều với ngược chiều hoàn toàn thì rất là khó các bạn. Hầu như cái này nó chỉ tồn tại trên lý thuyết thôi. Chỉ có trường hợp là gì? Tôi với chính tôi thì mới tương quan cùng chiều hoàn toàn. Ví dụ đây này. Bây giờ các bạn tính hệ số tương quan giữa A với A. Thì hệ số tương quan giữa A với A thì bằng gì các bạn? Covariance giữa A với A. Và chia cho sigma A, sigma A. Mà các bạn thấy này, covariance between A với A tức là giữa hiệp phương sai giữa A với A thì nó chính là bằng gì? Phương sai A. Thì trên này nó sẽ bằng gì các bạn? Đây này. Còn nhớ không? Hiệp phương sai giữa A với A thì nó chính bằng phương sai A này. Cho nên ở đây nó sẽ bằng gì? Phương sai của A. Mà chia cho dưới này là gì? Cũng phương sai của A. Sigma A nhân sigma A là bằng phương sai của A. Sigma A bình phương. Vậy thì nó sẽ bằng gì ạ? Bằng 1. Có nghĩa là chỉ có tôi với chính tôi thì mới gọi là tương quan cùng chiều hoàn toàn. Tôi với chính tôi thì tương quan cùng chiều hoàn toàn. Bởi vì tôi với chính tôi thì tôi tăng một đồng thì tôi cũng tăng một đồng. Tôi với chính tôi thì giống nhau hoàn toàn rồi. Nhưng mà trong thực tế mà tìm hai cái chứng khoán khác nhau mà có tương quan bằng 1 với bằng trừ 1, tức là xác định hoàn toàn, phụ bình hoàn toàn, thì thường là hiểu, hầu như là rất khó. Tức là kiểu mà giống như nôm na là các bạn tìm được một người mà giống các bạn hoàn toàn hoặc là ngược các bạn hoàn toàn, rất là khó. Giống các bạn có nhưng mà giống hoàn toàn là khác, rất là hiếm, đúng không? Kể cả anh chị em sinh đôi thì có giống, ngoại hình thì cũng đâu có giống tính cách, đúng không? Tìm một người mà ngược chiều với mình, tức là ngược không giống với mình đó, thì cũng dễ, nhưng mà ngược hoàn toàn thì cũng rất là hiếm, đúng không? Cho nên trong thực tế thì cái trường hợp 1 và trường 1 này là xem như trường hợp gọi là
khá là đặc biệt, hầu như hiếm khi xảy ra, mà thường là hệ số tương quan nó sẽ nằm giữa một và trực một, tức là cùng chiều nhưng mà không phải hoàn toàn, ngược chiều nhưng mà phải ngược hoàn toàn, đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta có hệ số tương quan rồi thì lúc này các bạn sẽ xác định rủi ro của chứng khoán như thế nào. Bây giờ làm sao để tính rủi ro của chứng khoán, đúng không? Lúc này mình lập luận là để tính rủi ro, xin lỗi, rủi ro của danh mục. Để tính rủi ro của danh mục thì rủi ro của danh mục nó phụ thuộc vào rủi ro của từng chứng khoán, nhưng nó còn phụ thuộc vào cái mối tương quan giữa các chứng khoán nữa. Vậy thì bây giờ mình đã biết được cách tính mối tương quan giữa các chứng khoán thì làm sao để tính rủi ro của danh mục. Thì để các bạn hiểu, chúng ta lại đi một cái danh mục chỉ gồm hai chứng khoán A và B, đúng không ạ? A và B, Supertech là A, Slowpoke là B. Xem như cái này là A, cái này là B. Vậy thì nếu như mà danh mục của mình gồm hai chứng khoán thì cách tính rủi ro của danh mục, tức là đổi chuẩn, sẽ tính như thế nào? Các bạn sẽ, cách làm ở đây đó là chúng ta sẽ làm một cái ma trận. Ma trận ở đây nghe thì kinh khủng, nó không có gì khó hết. Thực chất là các bạn sẽ kẻ hai dòng hai cột hay là bốn cột. Hai dòng hai cột tức là bốn cột. Đây, hai dòng hai cột này. Và bây giờ hai dòng, hai dòng. Vậy thì nếu danh mục của các bạn gồm hai chứng khoán thì các bạn sẽ kẻ hai dòng hai cột là bốn cột. Nếu mà ba chứng khoán thì các bạn sẽ kẻ ba dòng ba cột là chín cột. Nếu n chứng khoán thì n dòng n cột tức là n bình phương một. Yeah. Và mỗi ô này, mỗi cái dòng mỗi cột là nó đại diện cho gì? Một chứng khoán. Ví dụ như cột đầu tiên là đại diện cho Supertech, cột thứ hai là Slowpoke. Dòng đầu tiên là đại diện cho Supertech và dòng thứ hai là Slowpoke, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Vậy thì cái ô thứ nhất các bạn điền cái gì? Ô thứ nhất các bạn sẽ điền thể hiện cái mối quan hệ giữa Supertech với Supertech, tức là nó với chính nó. Về mối quan hệ giữa nó với chính nó thì sẽ được điền cái gì? Thứ nhất là tỷ trọng. Tỷ trọng, tỷ trọng của đại nhập Supertech thì nó có gì? XA này, Sigma A, đúng không? Đây là sẽ là XB này, tỷ trọng của nó là XB này. Và đồ đại chuẩn của nó là Sigma B này, tức là Slowpoke. Còn đây là XA này, Sigma A. Đây là XB này, Sigma B, đúng không bạn? Rồi, vậy thì bây giờ làm sao để điền? Chúng ta thấy cái ô đầu tiên là thể hiện mối quan hệ giữa A với A, tức là Supertech với Supertech, thì nó sẽ bằng gì? XA, XA bình phương, tức là X Supertech bình phương, Sigma A, Sigma A bình phương. Đấy. Và hệ số tương quan giữa A và B, A và A, tức là hệ số tương quan giữa Supertech với Supertech, tức là các bạn sẽ nhân với cái hệ số tương quan giữa diện A với A. Mà hệ số tương quan giữa A với A thì bằng mấy? Lúc nãy mình nói hệ số tương quan của tôi với chính tôi thì bằng mấy? Mấy người nói hệ số tương quan của tôi với chính tôi lúc nãy vừa tính. Đấy. Hệ số tương quan mà A với A, tức là giữa tôi với chính tôi thì bằng mấy các bạn? Bằng 1, đúng không? Tôi với chính tôi thì bằng 1. Cho nên ở đây nếu mà mình nhân với hệ số tương quan giữa tôi với chính tôi thì mình có cần nhân đâu? Không cần. Cho nên mình có thể là bỏ. Bởi vì nhân với 1 thì khó nhất, nên nó sẽ còn từng này. Đúng không? Ô số 2. Ô số 2 này là thể hiện giữa A và B. Giữa A và B. Thì mình sẽ có gì? XA nhân đồ là chuẩn A. XA nhân đồ nó sẽ bằng gì? Đây để cô viết ra nha. Ô số 2 này. Mở ô số 2 nha. Nó sẽ bằng này. XA này. Nhân đồ là chuẩn A này. Nhân XB này. Đây. XA. Nhân với XB này. Đúng không? Nhân đồ là chuẩn A này. Đúng không các bạn? Nhân đồ là chuẩn B này. Đúng không? Đây là mấy cái đang có này. Đây đây. Đúng không? Hai cái này là bằng XA, XB, đồ là chuẩn A, đồ là chuẩn B, và nhân với một cái hệ số tương quan. Hệ số tương quan là rho giữa A và B. Hệ số tương quan rho giữa A và B.
hệ số tương quan giữa A và B, đúng không? Và cái đóng này này, cái đóng này này, đóng này các bạn này, đóng này các bạn này, sigma A, sigma B và hệ số tương quan giữa A và B thì cái này nó chính là gì? Là covariance, là hiệp phương sai giữa A và B. Hiệp phương sai giữa A và B, đó chính là hiệp phương sai giữa A và B. Đây các bạn này, đây, nhìn nha, đừng có rối nha. Bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy không? Cái hệ số tương quan giữa A và B, hệ số tương quan giữa A và B thì bằng hiệp phương sai giữa A và B nhân với sigma A, sigma B. Vậy thì cô đưa cái đóng này này qua bên này, cô đưa đóng này qua bên này, này. Tức là bằng gì? Hệ số tương quan giữa A và B nhân sigma A nhân sigma B thì bằng covariance. Và covariance này nó còn ký hiệu là cái chữ sigma AB này. Cho nên ở đây các bạn sẽ thấy nó ký hiệu, đây nó ký hiệu là sigma superstock and slowpoke. Tức là cái này chính là gì? Cái này chính là hiệp phương sai, ký hiệu của hiệp phương sai A và B. Hiệp phương sai A và B nó được tính là bằng, nó cũng chính là bằng cái này. À, sigma A, sigma B, hệ số tương quan A và B. Nắm được chưa? Rồi. À, ô thứ ba. Ô thứ ba thể hiện cái gì? Giữa A và cũng B. Vậy thì nó cũng bằng XA, XB, sigma A, sigma B, hệ số tương quan A và B. Và sigma A, sigma B, hệ số tương quan A và B thì nó cũng chính là covariance A và B. Covariance A và B tức là ký hiệu là sigma A và B. Đây. Cho nên nó cũng bằng từ này. À, nó giống nhau. Thì hai ô đường chéo là bằng nhau các bạn. Hai ô đường chéo này là giống nhau. Ô thứ tư. Ô thứ tư là thể hiện giữa B với B thì bằng XB bình phương sigma B bình phương. Còn hệ số tương quan giữa B với B thì bằng 1 rồi, chúng ta không cần nhận. Đúng chưa? Vậy thì phương sai của danh mục là gì? Phương sai của danh mục đó là các bạn cộng hết cái đóng này, bốn cái ô này. Các bạn cộng hết bốn cái ô này, này. Cộng hết bốn cái ô này thì các bạn sẽ có phương sai của danh mục. Và căn của phương sai danh mục thì các bạn sẽ có được độ là chuẩn. Thì cộng hết bốn ô này chúng ta sẽ có công thức tổng quát là gì? Là đây. Và công thức này có thể viết là bằng gì? Trong đó thì vì viết nó xấu cho nên trong đó có thể, trong đó cái này các bạn này, trong đó cái này này, nó chính là gì đây? Chúng ta có thể viết là nó là bằng sigma A. Riêng cái này thôi các bạn này. Riêng cái sigma A và B thì chúng ta có thể viết là bằng sigma A, sigma B và nhân với hệ số tương quan giữa A và B. Bởi vì nó là ký hiệu của hiệp phương sai. Thì hiệp phương sai giữa A và B thì có thể được viết là sigma A, sigma B, hệ số tương quan giữa A và B. Vậy thì đây là công thức tổng quát để tính phương sai của danh mục. Sai của danh mục. À, công thức tổng quát. Công thức này ở đâu ra? Tức là nó tính còn hết bốn ô này các bạn này. Ô thứ nhất này, ô thứ hai này, ô thứ ba này, ô thứ tư. Trong đó hai cái ô này được chéo này này là bằng nhau này. Hai ô này bằng. Cho nên mình có thể là cộng 2. Nên ở đây là nó cộng 2. Được chưa? Và nếu nhìn vào cái công thức này, trong đó đây là phương sai nha. Căn của phương sai các bạn sẽ có được độ là chuẩn. Nhưng mà nếu nhìn vào công thức này các bạn sẽ thấy này. Nếu như mà các bạn tìm được hai chứng khoán A và B mà hệ số tương quan của nó là bằng trừ 1, tức là cái rô này bằng trừ 1. Rô này bằng trừ 1. Thì ở đây các bạn có thể viết lại bằng gì? Viết lại bằng gì các bạn? XA, XA bình phương, độ lệch chuẩn A bình phương cộng 2XB bình phương, độ lệch chuẩn B bình phương. Và nếu như mà cái hệ số tương quan này bằng trừ 1 thì lúc này mình sẽ viết là gì? Trừ 2, đúng không? Đây, cái này trừ 1 này thì ở đây là trừ 2. Chúng ta sẽ có là gì? Nó sẽ là trừ của 2 gì các bạn? XA, XA, đồ lệch chuẩn A, đúng không? XB, đồ lệch chuẩn B.
Và cái này có thể viết tắt thành gì các bạn? A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB. Thì có thể viết bằng gì các bạn? XA đồ là chuẩn A trừ XB đồ là chuẩn B bình phương. Và rõ ràng nếu mà mình có thể viết tắt lại bằng cái gì? Là bằng gì? A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB mà. Thì các bạn sẽ có thể viết là XA đồ là chuẩn A. Nhận. Trừ đi XB. Trừ đi XB. Đồ là chuẩn B. Đúng không? Rồi, bình phương. Đúng không? Vậy thì khi các bạn căn ra thì nó chỉ còn giá trị tuyệt đối của cái này. Các bạn thấy điều gì xảy ra? Nó nhỏ hơn rất nhiều so với bình quân giá quyền. Thấy không? Tức là tỷ suất sinh lời của danh mục thì bằng bình quân giá quyền, nhưng đồ là chuẩn của chúng ta, nếu chúng ta tìm được những cặp mà có hệ số tương quan bằng trừ một thì đồ là chuẩn, tức là rủi ro của chúng ta nó nhỏ hơn rất là nhiều bình quân giá quyền. Vậy thì đa dạng hóa danh mục nó có một cái lợi thế, nó sẽ giúp các bạn giảm thiểu rủi ro rất là nhiều nếu các bạn tìm được những cái cặp chứng khoán tương quan ngược chiều nhau hoặc là tương quan nó thấp, đúng không? Chỉ trừ một trường hợp duy nhất là các bạn đi đầu tư vào các chứng khoán nhưng mà tương quan nó cùng chiều hoàn toàn cơ, chứ cùng chiều vẫn giảm thiểu rủi ro, nhưng mà cùng chiều hoàn toàn tức là hệ số tương quan bằng một thì ở đây sẽ là dấu cộng, ở đây là dấu cộng, thì căn ra nó đúng bằng bình quân giá quyền. Nếu bình quân giá quyền thì có nghĩa là các bạn không giảm thiểu được rủi ro, tức là có nghĩa chỉ một trường hợp duy nhất là nếu hệ số tương quan nó bằng một các bạn mới không giảm thiểu được rủi ro được, còn các trường hợp còn lại nó đều giảm thiểu được rủi ro. Và nếu mà hệ số tương quan càng thấp thì việc giảm thiểu được rủi ro sẽ càng nhiều. Được không? Đó, cho nên đó là cái lợi ích của việc đa dạng hóa. Tại sao người ta khuyên là các bạn nên đa dạng hóa danh mục, nên nắm giữ nhiều chứng khoán thay vì chỉ có một? Bởi vì tỷ suất sinh lời của các bạn vẫn bằng bình quân giá quyền, nhưng rủi ro của các bạn sẽ được giảm thiểu rất là nhiều trong tình huống này. Đúng không? Chỉ ngoài trừ một trường hợp là hệ số tương quan bằng một mà thôi. Thì đây là cách tính phương sai của danh mục gồm hai chứng khoán. Vậy thì khái quát lên là trong trường hợp mà danh mục của các bạn gồm N chứng khoán. Vậy thì nếu là N chứng khoán thì các bạn sẽ làm gì? Làm sao để tính phương sai và độ là chuẩn? Nếu N chứng khoán thì các bạn sẽ kẻ N dòng. Thấy không? N dòng và N cột. N dòng và N cột. Đúng không? Và mỗi cột là đại diện cho một chứng khoán. Ví dụ cột đầu tiên là chứng khoán 1, chứng khoán 2, chứng khoán 3, chứng khoán N. Dòng đầu tiên là chứng khoán 1, chứng khoán 2 thì chứng khoán N. Và cứ mỗi cái ô này các bạn sẽ điền cái gì? Điền là tỷ trọng và độ lệch chuẩn của từng cái và diện cái mối tương quan giữa hai cái này. Ví dụ ô đầu tiên là giữa 1 với 1. Thì chứng khoán 1 với chứng khoán 1 thì bằng gì? X1 bình phương, sigma 1 bình phương mà nhân với hệ số tương quan giữa 1 với 1. Và hệ số tương quan giữa 1 với 1 thì bằng 1. Thế nên nó sẽ bằng tầm này. Còn cái thứ hai nó sẽ bằng gì? X1, X2, sigma 1, sigma 2 nhân với hệ số tương quan giữa 1, 2. Và sigma 1, sigma 2 hệ số tương quan giữa 1, 2 chính là covariance của 1, 2. Thì nó sẽ bằng X1, X2, covariance 1, 2. Thì các bạn cứ điền hết cái đống này. Covariance thì mình biết tất tính rồi. X1, X2 là tỷ trọng có. Đúng không? Sigma 1, sigma 2 là mình biết cách tính của từng cái. Thì các bạn cứ thế vào hết. Các bạn cộng hết cái đống này. N bình phương O, các bạn sẽ có được phương sai. Căn của phương sai thì các bạn sẽ có được diện độ lệch chuẩn của một cái danh mục gồm nhiều các cái tài sản, nhiều chứng khoán. Mà thi thì dĩ nhiên chỉ cho đến 2 là cùng thôi, không ai lên 3 hết á. 3 4 thì có nghĩa là bắt các bạn phải kể, tức là phải tính đến 9 ô à. Không có ai đánh đố hết. Ở đây là để các bạn hiểu được cách tính mà thôi. Nhưng mà các bạn hiểu đến N chứng khoán thì tính như thế nào. Đấy ạ. Rồi. Để tính đến thời điểm này các bạn đã biết được là cách tính rủi ro của một danh mục và tỷ suất sinh lời của một danh mục. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục sẽ được tính bằng bình quân giá quyền. Ví dụ gồm hai chứng khoán thì sẽ tính như thế này. Và rủi ro của một danh mục thì sẽ được tính như thế này. Và thì khi tính rủi ro của một danh mục thì mình sẽ tính phương sai, mình căn của phương sai mình sẽ có được chuẩn. Chẳng hạn như quay trở lại cái ví dụ của cái chứng khoán Super Tech với Slowpoke, thì chẳng hạn mình có được cái gì? Giả định như là gì? Tỷ trọng đầu tư của hai cái chứng khoán này là hai chứng khoán này là ở đây là 60% và 40%. Thì các bạn sẽ điền vô. Ví dụ đây là 40% bình phương này
nhân với là gì ạ? Sigma A bình phương này, còn 40% bình phương nhân với sigma B bình phương này, cộng với 2 này, sigma A này, sigma B này, nhân với hiệp phương sai giữa A và B. Hiệp phương sai giữa A và B lúc nãy mình tính rồi. Đây này. Hiệp phương sai của A và B mình tính đâu? Đây này. Hiệp phương sai giữa hai chứng khoán này, mình tính lúc nãy á, 0,04875 này này là bằng này. Đây. Cái tích của hai đồ này cộng nhân lên nhân này. Tích của hai đồ này nhân nhân cộng lại mình ra được con số này đây này. Đúng không? Mình ra được con số này là 0,004875 là hiệp phương sai giữa hai chứng khoán. Các bạn nhân vào đây, các bạn sẽ có phương sai của hình này. Với tỷ trọng đầu tư là 60-40, các bạn căn, các bạn sẽ có được bộ là chuẩn. Ok. Thì đến thời điểm này các bạn đã biết được cách tính tỷ suất sinh lời của một chứng khoán, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán, rủi ro của một chứng khoán bằng thước đo là đồ lệch chuẩn, cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục và cách tính đồ lệch chuẩn của một danh mục. Đấy ạ, tức là gồm nhiều chứng khoán. Rồi, có ai không hiểu phần nào không? Có ai không hiểu phần nào? Rồi, nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ làm thử tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn của một danh mục trước khi chúng ta đi tiếp ha. Rồi, mình xem thử bài tập có bài nào không ạ? Bài nào tính portfolio? Làm cho cô bài này đi ha. Bài số 27. Rồi. Đọc đề và làm cho cô bài số 27 thôi. À, ở đây chúng ta có hai chứng khoán. Cái danh mục này gồm hai cái, một là chứng khoán F và hai là chứng khoán G. Chứng khoán F có expected return là 10% và standard deviation là 43%. Chứng khoán G là có expected return là 15% và standard deviation là 62%. Câu đầu tiên người ta hỏi là hãy tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục mà trong đó tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục mà trong đó là 30% đầu tư vào F và 70% đầu tư vào G. Được không? Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một danh mục thì bằng bình quân gia quyền, tức là bằng tỷ trọng của từng cái nhân tỷ suất sinh lời kỳ vọng của từng cái. Tỷ suất sinh lời từng cái mình có chưa? Tỷ trọng mình có, vậy mình tính được bình quân gia quyền, không ạ? À. Còn cái thứ hai, câu B. Nếu correlation, tức là hệ số tương quan giữa F và G là 0.25, cho luôn rồi. Vậy thì bây giờ hãy tính standard deviation của cái portfolio trên. Ok. Rồi, các bạn có khoảng cỡ 5 phút để tính ha. Thử có thử tính được không? Bài này là họ cho luôn correlation rồi, đúng không? Bạn nào làm được thì có thể bỏ ở chat box hoặc là share screen, à, tức là các bạn gõ vào trong cái hộp nhắn tin á, hộp chat, hoặc là các bạn sẽ chia sẻ cái màn hình của các bạn để các bạn chiếu cái đáp án này ha. À, lớp ơi, tối thứ năm tuần tới là mình học đó nha. Bắt đầu từ tuần sau là mình học cả thứ năm đó nha. Biết không? Lớp biết không? Bắt đầu từ tuần sau là mình học cả thứ năm nha, thứ năm và thứ bảy. Vậy thì tối thứ năm mình vẫn học trên đường link này nha các bạn. Các bạn vẫn vào đường link này để học ha, cho nên vậy. Vậy mình vẫn học lúc 6 giờ tối và đi học vào bằng cái đường link mà chúng ta đang học ở đây nha.
Rồi có ai làm được bài số 27 không ạ? Rồi, chúng ta nhìn thử đáp án ha. Chúng ta xem thử. Thì câu A hầu như chúng ta đúng hết ha. Rất là đơn giản, bình quân giao quyền. Bình quân giao quyền tức là bằng lấy 0,3 nhân với 10% cộng với 0,7 nhân với 15%. Các bạn ra được là 13,5%. Lưu ý nha, tỷ suất sinh lời và đồ là chuẩn thì đơn vị của nó là phần trăm. Các bạn nhớ chuyển qua phần trăm nha. Đơn vị của nó là phần trăm. Đúng không ạ? Vậy thì hầu như câu A là các bạn tính được. Và bây giờ chúng ta qua câu B. Câu B chúng ta sẽ thấy này, là các bạn nhìn lên có bài của bạn đầu tiên làm là bạn Lê Tấn Huy ha, bạn đầu tiên. Chúng ta thấy là để tính đồ lệch chuẩn thì trước hết mình định phương sai. Vì có phương sai thì mình căn của phương sai mình có đồ lệch chuẩn. Và phương sai của một cái danh mục gồm hai chứng khoán thì có thể được tính bằng gì? Là bằng tỷ trọng của chứng khoán thứ nhất nhân với phương sai của chứng khoán thứ nhất cộng tỷ trọng bình phương của chứng khoán thứ hai nhân với phương sai của chứng khoán thứ hai cộng với hai nhân với tỷ trọng của từng chứng khoán nhân với hiệp phương sai giữa hai chứng khoán. Thì chúng ta sẽ có gì? Mình sẽ có là ba mươi phần trăm mũ hai nha, chứ không phải là 0,302 mũ hai. Còn bài nhìn bài Lê Tuấn Huy ấy, mà phải là 0,3 mũ hai nha, 0,3 mũ hai nhân với gì các bạn? Nhân với là đồ lệch chuẩn của cái thứ nhất là gì ạ? 0,432 mũ 2, đúng không? Còn với 0,7 mũ 2 nhân với đồ lệch chuẩn của G là 0,62 mũ 2, đúng không? Còn với 2 nhân với gì ạ? 0,3, 0,7, 0,43, 0,62 và nhân với hệ số tương quan 0,25 thì các bạn sẽ ra được phương sai. Và căn của phương sai thì các bạn sẽ ra được là gì ạ? Đồ lệch chuẩn. Thì đồ lệch chuẩn là 48,3%. Đúng rồi ha. Đây ạ. Các bạn khá có kết quả tương tự ạ. Cho bạn tính bằng 48,3, 48,27 là cũng khoảng 48,3 đúng không? Rồi chính xác. Rồi, đây là tốt luôn, đúng ạ. Thì bạn đầu tiên được cộng điểm là bạn 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 Lê Tấn Huy nha. Bạn là người có đáp án đúng vào đầu tiên nhất. Được chưa? Rồi. Có ai không hiểu không ạ? Rất là dễ. À. Rồi. Vậy thì tính đến thời điểm này, các bạn đã biết được cách tính rủi tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một chứng khoán và cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một danh mục.
Nó sẽ được tính như này. Lưu ý nha, rủi ro của danh mục không phải bằng bình quân giao quyền mà nó được tính như ở trên slide. Đây. Các bạn sẽ sai, bạn nào mà chưa làm được thì nhớ công thức này. Đây, công thức này, 2 chữ phân, đó là tính phương sai. Dạ. Và trong đó trong đề bài thì người ta không cho hiệp phương sai nhưng mà người ta cho hệ số tương quan. Dạ, thì các bạn sẽ là 2x a x b sigma a sigma b nhân với hệ số tương quan giữa a và b. Nhờ hệ số tương quan là 0.25. Đó là cái đề bài của mình. Được không ạ? Rồi. Đây thì bây giờ mình mới đi tiếp một chút xíu nữa. À, đi tiếp một chút xíu nữa. Dạ. Đi tiếp một chút xíu nữa là đặt ra một câu hỏi là tại sao đa dạng hóa lại giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro? Tại sao đa dạng hóa lại giúp các bạn giảm thiểu rủi ro? À, mình thấy là tính toán mình thấy rõ đó, mình tính toán là mình thấy là rõ ràng là rủi ro của danh mục mà khi nắm giữ nhiều chứng khoán thì nó nhỏ hơn bình quân giao quyền, tức là đa dạng hóa việc các bạn cho thêm nhiều chứng khoán vào danh mục nó có thể giúp các bạn giảm thiểu rủi ro. Thì đặt ra một câu hỏi về mặt bình tĩnh là tại sao đa dạng hóa lại giúp giảm thiểu rủi ro, và vậy thì đa dạng hóa có giúp các bạn triệt tiêu được rủi ro hay không? À, tức là tôi đầu tư mà tôi không gánh chịu rủi ro được hay không? Đây chỉ có lời thôi, không có lộ được không? À, thì bây giờ mình đặt ra câu hỏi là đa dạng hóa tại sao nó giúp giảm thiểu rủi ro, và đa dạng hóa có giúp làm biến mất rủi ro hay không? Yeah, hai câu hỏi. Một là tại sao nó giúp giảm thiểu rủi ro, và nếu nó giảm thiểu rủi ro vậy thì nó có thể giúp mình có rủi ro bằng không không? Không có rủi ro không? Giờ đi đầu tư mà không có rủi ro là yên tâm nhất. Nhưng mà có dễ như vậy hay không? Có đạt được điều đó hay không? Thì bây giờ này, người ta mới thấy này, khi các bạn xem xét đó, thì khi các bạn xem xét thì thực sự là tỷ suất sinh lời của một chứng khoán, nó sẽ tỷ suất sinh lời thực của một chứng khoán đó, nó sẽ bao gồm hai thành phần. Một cái thành phần thứ nhất là phần các bạn kỳ vọng, và một phần thứ hai là phần mà phần kỳ vọng hoặc là phần gọi là phần bình thường, và một phần thứ hai là phần không chắc chắn hay là phần bất thường, đúng không? Cái tỷ suất sinh lời thực tế mà các bạn đạt được nó sẽ khác với tỷ suất sinh lời các bạn kỳ vọng. Có thể có khi nó bằng, có khi nó khác. Ví dụ tôi đi đầu tư, tôi tính toán, tôi nghĩ rằng tôi kỳ vọng là đầu tư vào chứng khoán A nó cho tôi tỷ suất sinh lời dự kiến là 10%. Nhưng thực tế các bạn có thể đạt đến 15%, mà thực tế cũng có thể là âm 10%. Đúng không ạ? Đây thì cái tỷ suất sinh lời thực tế là cái R này này, nó có thể khác với cái R trung bình, tức là cái R kỳ vọng ER. Nó khác ở điểm nào? Nó khác bởi vì do cái này này, do cái sự không chắc chắn, do cái uncertain return. Tức là real return nó sẽ gồm hai phần, một là phần expected return và một phần là unexpected return. Một phần là tỷ suất sinh lời kỳ vọng và một phần là gọi là phần bất thường, phần không chắc chắn. Vậy thì cái phần mà error ngang này này là phần kỳ vọng. Vậy thì cái phần mà đem đến rủi ro cho chúng ta là phần này các bạn này, ngoài kỳ vọng. Phần này là phần mà cái mà đem đến rủi ro cho chúng ta, là cái phần ngoài kỳ vọng này này. Chứ nếu mà mình kỳ vọng mà nó giống mình kỳ vọng thì coi như là cái đồ lệch chuẩn nó bằng gì các bạn? Bằng không. Cái đồ lệch chuẩn là tính bằng từ cái R cho đến cái R kỳ vọng. Mà nếu cái R của chúng ta đúng bằng cái R kỳ vọng thì dĩ nhiên là đồ lệch chuẩn bằng không, là không có rủi ro. Nhưng mà trong thực tế người ta thấy là cái tỷ suất sinh lời thực tế các bạn nhận được nó có thể khác các bạn kỳ vọng. Nó có thể khác các bạn kỳ vọng. Và cái phần khác đó chính là phần U này này. U này được gọi là tỷ suất sinh lời ngoài kỳ vọng. Và đây chính là cái thành phần rủi ro thực sự của cái khoản đầu tư. Thực sự của khoản đầu tư, bởi vì chúng ta nhận được cái mà nó nằm ngoài cái chúng ta kỳ vọng. Nó có thể cao hơn, nó có thể thấp hơn, nhưng mà nó khác với cái chúng ta kỳ vọng. Thì cái phần đó mới là cái thành phần thực sự của cái rủi ro đem đến. Vậy thì cái gì nó ảnh hưởng đến cái tỷ suất sinh lời ngoài kỳ vọng này, cái U này? Cái gì nó ảnh hưởng đến như này? Thì người ta thấy ảnh hưởng đến cái U này nó sẽ gồm hai cái. Trong cái U này nó sẽ gồm hai cái nguồn gốc mà dẫn đến cái U này. Có hai cái nguồn gốc mà dẫn đến cái U, hai cái rủi ro mà dẫn đến cái tỷ suất sinh lời ngoài cái vòng cái U này. Đó là gì? Một là những cái rủi ro mang tính chất hệ thống, và hai là những cái rủi ro phi hệ thống. Với lưu ý, rủi ro của chúng ta, tức là cái phần chênh lệch giữa tỷ suất sinh lời thực tế và tỷ suất sinh lời kỳ vọng, nó sẽ đến từ hai nguồn chính yếu. Một là những cái nguồn gọi là rủi ro mang tính chất hệ thống, và hai là những cái nguồn mà rủi ro mang tính chất phi hệ thống. Về rủi ro hệ thống, tên gọi của nó là gì?
tên gọi của nó là systematic risk, hay nó còn có tên gọi là market risk hay là non-diversifiable risk, tức là rủi ro hệ thống, rủi ro thị trường hoặc rủi ro không thể nào đa dạng hóa được. Thì rủi ro hệ thống là gì? Là những rủi ro mà nó ảnh hưởng đến tất cả các chứng khoán, mà nó ảnh hưởng đến tất cả các chứng khoán, và nó đến từ những cái gì? Nó đến từ những cái bất ổn trong các yếu tố vĩ mô như là lạm phát, lãi suất, ví dụ như COVID, COVID pandemic, tức là cái dịch bệnh corona, nó chính là một trong những cái chúng ta có thể xếp nó vào là rủi ro hệ thống. Đặc điểm của nó là gì? Đặc điểm của nó là nó ảnh hưởng hầu như đến tất cả các chứng khoán, và việc đa dạng hóa không thể nào làm các bạn biến mất rủi ro hệ thống. Giả định như trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 500 công ty, các bạn nắm giữ hết cổ phiếu của 500 công ty này, thì các bạn cũng không làm biến mất corona được. Nó gọi là rủi ro hệ thống, tức là đa dạng hóa không thể nào làm biến mất rủi ro hệ thống. Bây giờ lạm phát tăng, thì dù các bạn nắm giữ tất cả các chứng khoán trên thị trường, các bạn cũng không làm cho biến mất cái lạm phát gia tăng được. Chẳng hạn như vậy, là chỉ có thể những cái chính sách của chính phủ nó có thể ảnh hưởng. Chứ còn đứng ở góc độ nhà đầu tư, việc các bạn nắm giữ tất cả các chứng khoán trên thị trường cũng không thể nào làm biến mất rủi ro hệ thống. Thì rủi ro hệ thống, nhắc lại, là những cái rủi ro mà nó ảnh hưởng đến hầu hết các chứng khoán trên thị trường, và nó đến từ những bất ổn trong các yếu tố vĩ mô. Và nó có một đặc điểm là đa dạng hóa không thể nào làm biến mất đi được, gọi là rủi ro hệ thống, hay là rủi ro thị trường, hay là rủi ro không thể nào đa dạng hóa được. Một loại rủi ro thứ hai, vậy thì rủi ro chúng ta có thể phân chia là toàn bộ rủi ro thành hai loại: một là rủi ro hệ thống, hai là rủi ro phi hệ thống. Rủi ro phi hệ thống có tên gọi là unsystematic risk, hay là specific risk, hay là unique risk, hoặc là firm specific risk, tức là rủi ro duy đơn nhất, rủi ro đặc thù của công ty. Đặc điểm của nó là gì? Nó chỉ ảnh hưởng đến một hoặc là một nhóm các chứng khoán. Và việc các bạn đa dạng hóa có thể làm giảm thiểu cái rủi ro này, Ví dụ như là liên quan đến yếu tố đình công, hoặc là ví dụ như yếu tố gì, yếu tố là ban quản lý, thì những cái yếu tố đó nó liên quan đến đặc thù của từng doanh nghiệp. Việc các bạn đa dạng hóa nó có thể làm biến mất cái rủi ro mà liên quan đến đặc thù của từng doanh nghiệp này. Vậy thì lưu ý là người ta có thể chia rủi ro thành hai loại, là rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Sự khác biệt ở đây là gì? Rủi ro hệ thống là đến từ những yếu tố vĩ mô, nó tác động đến hầu hết các chứng khoán và đa dạng hóa không thể nào làm biến mất đi được. Rủi ro phi hệ thống là rủi ro chỉ ảnh hưởng đến một chứng khoán, khoán là một nhóm chứng khoán, và việc đa dạng hóa có thể làm biến mất đi cái rủi ro phi hệ thống này. Vậy thì tại sao đa dạng hóa lại có thể làm giảm thiểu rủi ro? Câu trả lời là đa dạng hóa làm giảm thiểu rủi ro bởi vì đa dạng hóa có thể giúp các bạn diện triệt tiêu rủi ro đặc trưng hay là rủi ro phi hệ thống. Cho nên việc đa dạng hóa, tại sao khi mà số lượng chứng khoán các bạn nắm giữ nhiều lên thì rủi ro của các bạn sẽ có thể giảm thiểu, là lý do là nó sẽ giúp các bạn triệt tiêu những cái rủi ro đặc trưng, rủi ro phi hệ thống, rủi ro đơn nhất. Nhưng nó có giúp các bạn có rủi ro bằng không hay không? Tức là tại sao khi mà số lượng chứng khoán chúng ta tăng lên nhiều lên thì cái sigma P B, tức là độ lệch chuẩn của danh mục, nó có kéo một hồi về không hay không? Thì câu trả lời là không, nó không có về không, mà nó đi bắt đầu đi giảm dần và nó đi ngang các bạn này. Đến đây là nó đi ngang. Dù các bạn có tăng số lượng chứng khoán đi chăng nữa thì nó cũng không về không. Tại sao? Bởi vì khi mà các bạn tăng chứng khoán lên thì nó sẽ có thể giúp các bạn giảm thiểu cái rủi ro phi hệ thống, nhưng nó không thể nào làm triệt tiêu cái rủi ro hệ thống được, rủi ro thị trường. Đây. Còn một cái phần là rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống là không thể triệt tiêu đi được. Cho nên là gì? Rủi ro của một danh mục không phải là bằng không được, ngoài trừ các bạn đầu tư vào các cái tài sản phi rủi ro thôi. Còn các bạn đã đầu tư vào các cái tài sản có rủi ro thì nó vẫn còn một cái rủi ro mà dù các bạn đa dạng hóa cũng không thể nào làm biến mất đi được, đó là rủi ro thị trường hay rủi ro hệ thống. Cho nên chúng ta có một cái định nghĩa, đó là một cái danh mục đa dạng hóa tốt là một danh mục chỉ còn lại trong đó rủi ro hệ thống. Lưu ý, một cái danh mục đa dạng hóa tốt là một danh mục chỉ còn lại trong đó rủi ro hệ thống, chứ không phải là một cái danh mục đa dạng hóa tốt là một cái danh mục mà rủi ro bằng không. Không thể.
rủi ro hệ thống, rủi ro thị trường các bạn không thể triệt tiêu đi được. Cho nên nếu ai đưa tiền cho các bạn mà nói rằng là gì, là mình học tài chính, mình học đầu tư rồi thì tôi đưa tiền cho anh, nhưng mà nói trước là tôi không chấp nhận rủi ro, tôi đưa 100 triệu là anh phải đưa lại cho tôi ít nhất là bằng gửi ngân hàng 110 triệu, ví dụ như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu, chỉ có thể đầu tư vào nó là thôi thì đi gửi ngân hàng thôi, chứ các bạn đã đi đầu tư mà các bạn đòi là gì, không có rủi ro. Các bạn đầu tư vào các cái tài sản có rủi ro mà các bạn nói rằng là à, các bạn không chấp nhận bất kỳ một cái rủi ro nào hết thì rõ ràng không không, không thể đấy. Bởi vì dù một người có làm tốt, nắm giữ một cái danh mục đa dạng hóa tốt đi chăng nữa thì họ cũng chỉ có thể triệt tiêu được cái rủi ro phi hệ thống, vẫn còn một cái rủi ro là rủi ro hệ thống, rủi ro thị trường không thể nào triệt tiêu đi được, không thể nào triệt tiêu đi được. Dù các bạn có nắm giữ tất cả các chứng khoán trên thị trường, các bạn cũng phải chấp nhận những cái rủi ro này, những rủi ro liên quan đến vĩ mô, như là có một cái chính sách thay đổi, ví dụ như là dịch bệnh, ví dụ như là mất một định chính trị, những cái chính sách, thì rõ ràng những điều này chúng ta không thể nào mà chúng ta làm biến mất đi được. Thì lưu ý tóm lại đến thời điểm này chúng ta có cái gì, chúng ta nói rằng là gì, nếu các bạn nắm giữ một cái danh mục mà đa dạng hóa tốt thì các bạn có thể triệt tiêu đi rủi ro phi hệ thống, đúng không? Nhưng mà gì, còn một cái rủi ro đó là rủi ro hệ thống, thì lưu ý là chúng ta không thể nào triệt tiêu đi được, nhưng không thể nào triệt tiêu đi được bằng cách là đa dạng hóa, không thể nào triệt tiêu đi được bằng cách đa dạng hóa nha. Chứ còn ví dụ như chính phủ họ có thể sử dụng các cái chính sách của họ, chẳng hạn lạm phát cao thì họ giảm cung tiền vân vân, thì họ có thể điều chỉnh được, đúng không? Nhưng mà đứng ở góc độ là đa dạng hóa, tức là dựa trên đa dạng hóa, thì các bạn nhà đầu tư đa dạng hóa thì họ không thể nào làm triệt tiêu rủi ro hệ thống, chưa? Hay là rủi ro thị trường. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp một phần khác. Vậy thì đến thời điểm này chúng ta đã có cái gì? Đến thời điểm này các bạn đã biết được là vì sao đa dạng hóa có thể giảm thiểu rủi ro. Các bạn biết được tỷ suất sinh lời kỳ vọng, tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một chứng khoán, và tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một danh mục. Bây giờ cô sẽ nói thêm một cái phần. Cái này nó hơi khó hiểu một chút xíu. Cái này nó hơi khó hiểu một chút xíu các bạn nha. Nhưng mà mình nghe thôi. Phần này không yêu cầu trong trong phần thi. Phần thi là chỉ vừa rồi. Thế đó. Còn có một phần nhỏ nữa, một lát nữa mình đi mua CBN. Chứ còn cái phần cô đang trình tiếp đây trình bày cho các bạn, thì các bạn chỉ cần hiểu cho cô được 30% là được. Đó là gì? Bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Giả định như bây giờ tiền của các bạn nắm giữ tiền và các bạn chỉ đầu tư vào các tài sản có rủi ro, thì tối ưu nhất nó nằm ở đâu? Cái danh mục rủi ro tối ưu của các bạn, làm sao để lập được cái danh mục rủi ro tối ưu? Cái này là môn đầu tư sẽ học này. Cái phần này là môn đầu tư nó sẽ đi đến 2-3 chương, chỉ để giúp các bạn xây dựng một cái danh mục rủi ro tối ưu. Được chưa? Nhưng mà ở đây môn tài chính các bạn tự từng nói có 15 phút, làm sao bên kia 2-3 chương mà bên này mình hiểu được, nên mình hiểu cái ý tưởng thôi, còn mình không đi vào tính toán gì hết, phần tính toán là rồi đó. Rồi. Thì bây giờ giả định như có hai cái chứng khoán, lúc quay trở lại lúc nãy đi, ví dụ như chứng khoán super 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 stock gì đó đúng không, với là slow pocket gì đấy, tức là chứng khoán A với chứng khoán B, đúng không? Chứng khoán A với chứng khoán B. Vậy thì bây giờ các bạn biết được cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của cái danh mục kết hợp giữa A và B, các bạn biết được cách tính đồ lệch chuẩn, đúng không? Của danh mục gồm hai chứng khoán A và B. Vậy thì giả định như bây giờ cô sẽ vẽ lên trên cái đường này, trong đó trục khuẩn là cô thể hiện rủi ro của danh mục, phần này chỉ cần hiểu 20% thôi nha. Trục tung là thể hiện tỷ suất sinh lời của danh mục, tỷ suất sinh lời kỳ vọng ARV, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục, đây là sigma p. Cô muốn biết cái mối quan hệ giữa hai cái này, khi mà cái tỷ trọng giữa A và B thay đổi, ví dụ cô đầu tư 100% vào B thì đây, cô đầu tư 100% vào A thì đây, đây là chẳng hạn như đầu tư 10% vào B, 90% vào A, đây là xem như là 80% vào A, 20% vào B. Được chưa? Thì cô nối những cái điểm này thì nó sẽ có một cái đường sẽ như thế này, với hệ số tương quan nằm giữa 1 và trừ 1. Thì cái đường mà phổ biến nhất, cái thể hiện cái mối quan hệ phổ biến nhất nó sẽ là như thế này, là như thế này. Đó. Nếu như mà hệ số tương quan mà bằng 1 đó, thì đường nó sẽ là đường thẳng.
Bởi vì trong trường hợp hệ số tương quan bằng 1 thì độ lệch chuẩn cũng bằng bình quân giao quyền, tỷ suất sinh lời cũng bằng bình quân giao quyền, cho nên nó là đường thẳng. Hệ số tương quan bằng trừ 1 thì nó sẽ là đường như này, cái mối tương quan giữa tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn. Nhưng mà cô nói với các bạn á, hệ số tương quan bằng 1 và bằng trừ 1 nó hiếm khi xảy ra lắm. Trong thực tế nó chỉ giữa 1 và trừ 1 thôi, cho nên nó sẽ có dạng như này. Dạng này là dạng phổ biến nhất. Đấy, cái dạng này này là dạng phổ biến nhất. Đấy nha, dạng này là dạng phổ biến nhất. Bây giờ khái quát lên. Khái quát lên là chẳng hạn như bây giờ có N chứng khoán. Trên thị trường chúng ta có N chứng khoán, chứ không phải chỉ có hai chứng khoán A và B. Thì bây giờ làm sao để tôi không biết được là cái những cái danh mục nào gọi là danh mục tối ưu? Thì Mark Covid họ chỉ cho một cách để làm được, đó là các bạn sẽ đi lập một cái đường biên hiệu quả trong trường hợp nhiều tài sản. Thì trong trường hợp nhiều tài sản chúng ta làm sao? Giả định như có N tài sản, tức là N chứng khoán, N các cái tài sản có rủi ro, vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều đường. Ví dụ các bạn kết hợp giữa chứng khoán 1, chứng khoán 2, các bạn có một cái đường cong như này. Chứng khoán 3 và chứng khoán 1 các bạn có một đường cong như này. Chứng khoán 2 và 3 có một đường cong như này. Chứng khoán 1, 2, 3 có một đường cong như này. Tức là có rất nhiều các cái đường cong. Này, đây là một đường cong và thể hiện kết hợp giữa A và B này. Đúng không? A và B. Giữa tỷ suất sinh lời và rủi ro của cái danh mục kết hợp A và B ứng với tỷ trọng khác nhau. Ví dụ điểm này là tỷ trọng 40% vào B, 60% vào A. Điểm này là 90% vào A, 10% vào B. Đúng không? Thì bây giờ trên thị trường chúng ta có cả N chứng khoán lận, thì nó sẽ có kết hợp gì? Ví dụ 1, 2, 2, 3, 1, 3, rồi 1, 2, 3, rồi 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Tức là có rất nhiều các cái danh mục khác nhau. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái đường cong. Ồ, cái này là hơi quá tay rồi này. Cái này đi. Rất là nhiều các cái đường cong như này. Rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều. Thì bây giờ làm sao để biết được cái tập hợp những cái chứng khoán nào, tập hợp những cái danh mục nào là tối ưu trong cái đó rất là nhiều nơi này. Thì Mark Covid họ chỉ ra một cách, đó là các bạn sẽ đi xây dựng một cái đường biên hiệu quả. Xây dựng đường biên hiệu quả bằng cái gì? Bước 1. Nghe thế nha. Còn sau này học đầu tư sẽ học đến môn mô hình tài chính sẽ là làm trên Excel để ra được xây dựng cái này. Đây là ý tưởng trước. Thì Mark Covid mới đề xuất một cái cách để trong một đống nhiều các cái danh mục có thể kết hợp cái này thì tôi biết cái nào là cái tối ưu. Làm sao tôi biết những cái danh mục nào gọi là tối ưu, tức là tốt nhất. Tối ưu có nghĩa là gì? Ứng với một cái tỷ suất sinh lời thì nó cho rủi ro thấp nhất, hoặc ứng với một mức rủi ro thì nó cho tỷ suất sinh lời cao nhất. Làm sao mà tôi biết? Thì Mark Covid mới chỉ ra một cách này, một cái cách làm trước. Ông chỉ ra làm thế này các bạn. Ông chỉ này. Trước hết là ứng với cứ mỗi cái tỷ suất sinh lời thế này, mỗi tỷ suất sinh lời thì các bạn cứ kéo qua, ứng với một tỷ suất sinh lời các bạn sẽ kéo qua, và khi nào mà nó dừng các bạn sẽ kéo qua này, thì các bạn sẽ xem thử cái danh mục nào mà cho rủi ro thấp nhất thì các bạn dừng lại, còn lại là các bạn bỏ. Ứng cứ mỗi cái tỷ suất sinh lời này thì các bạn sẽ kéo qua bên này, và bên này có rất nhiều các cái danh mục, ví dụ danh mục này này, danh mục này này, danh mục này này, rất nhiều cái nó cho cùng một cái tỷ suất sinh lời, nhưng mà cái nào cho rủi ro thấp nhất thì các bạn chịu lại. Ví dụ này, cái này là rủi ro thấp nhất này thì các bạn chịu lại, còn bên này không có cái danh mục nào cho rủi ro thấp hơn hết, các bạn chịu lại. Tức là cứ ứng với một cái tỷ suất sinh lời, các bạn cho tỷ suất sinh lời kỳ vọng chạy từ 0 đến 100%, 200% đi, rồi các bạn kéo qua. Đấy, thì các bạn thấy là có rất nhiều danh mục cho tỷ suất sinh lời bằng từng này, nhưng mà có cái danh mục này này là rủi ro là thấp nhất. Thì bây giờ các bạn nối hết mấy cái đường này, ví dụ như kéo qua đây thì có cái này, kéo qua đây thì có cái này. Rồi thì bây giờ cô nối hết mấy cái điểm mà cho rủi ro thấp nhất, nối hết đây, thì cái đường green line của cô gọi nó là đường gì? Đường gọi là đường phương sai tối thiểu. Đường phương sai tối thiểu có nghĩa là sao? Là những cái danh mục mà nằm trên cái đường này, đường màu green đó. Okay. Những cái danh mục mà nằm trên cái đường, thay đổi màu đi. Màu vàng đi. Đây, những cái danh mục mà nằm trên, bởi vì cô đã nối những cái điểm mà có rủi ro thấp nhất rồi. Những cái đường mà nằm trên cái đường đường màu vàng ấy. Đó. Thì rõ ràng là gì? Gọi là danh mục phương sai tối thiểu, tức là gì? Đường phương sai tối thiểu tức là gì? Là tập hợp những cái danh mục
mà cứ ứng với mỗi cái tỷ suất sinh lời thì rủi ro nó cho là thấp nhất. Thế này, ứng với mỗi tỷ suất sinh lời thì rủi ro nó cho là thấp nhất. Được chưa? Rồi, đó là bước 1. Bước thứ hai của ông. Bước thứ hai của ông ha. Cái này để khi mình làm trên Excel dễ lắm. Sẽ hàm solver nó ra được. Bây giờ có các cái phần mềm như là hoặc là Python và vân vân nó cho xây dựng này rất là nhanh. Được chưa? Tiếp đến, quan trọng là ý tưởng đấy. Ý tưởng mới là khó. Tiếp đến là ông nó cho chạy như này. Ông cho đồ là chuẩn chạy. Tức là cứ ứng với một mức rủi ro thì tôi bắt đầu tôi kéo lên, tôi kéo lên, tôi đẩy lên xem thử cái danh mục nào mà cho tỷ suất sinh lời cao nhất, tôi dựng lại cái này cho tỷ suất sinh lời cao nhất này. Còn ở đây cũng có một loạt các cái danh mục khác các bạn, nhưng mà nó cho tỷ suất sinh lời thấp hơn, tôi bỏ, tôi chỉ chọn cái nào mà cho tỷ suất sinh lời cao nhất tôi dựng, tức là tôi dựng mỗi cái điểm màu vàng lớn nhất này thôi. Rồi ứng với cái mức rủi ro ở đây tôi kéo lên, tôi kéo lên thì tôi thấy có hai cái điểm, điểm này cũng cho rủi ro, có rủi ro mức bằng từ này, điểm trên này cũng cho như vậy nhưng mà điểm trên này có tỷ suất sinh lời cao nhất thì tôi chỉ vài chọn một màu khác đi, tính đi, đây thì đây một điểm này và đây một điểm này. Đúng không, các bạn thấy không, ứng với cái rủi ro ở đây này thì rõ ràng cái danh mục này cho tỷ suất sinh lời cao nhất, ứng với cái rủi ro này, này thì danh mục này cho tỷ suất sinh lời cao nhất. Được chưa? Vậy thì cô sẽ bắt đầu cô nối hết những cái điểm đó, cô cho chạy và nối hết. Đây thì các bạn thấy có cái đường màu tím của cô không? Đường màu tím. Đó, đường màu tím. Được không ạ? Còn mấy cái danh mục còn lại là cô bỏ. Thì những cái danh mục nằm trên đường màu tím này cô gọi là đó là tập hợp những cái danh mục tối ưu. Tại sao? Bởi vì này, những cái danh mục nằm trên đường màu tím nghĩa là gì? Ứng với một cái mức tỷ suất sinh lời thì nó cho rủi ro thấp nhất, và ứng với một mức rủi ro thì nó sẽ cho tỷ suất sinh lời cao nhất. Đấy thì cái đường màu tím này được gọi một cái tên gọi đó là đường biên hiệu quả. Đường biên hiệu quả, tên tiếng Anh của nó là efficient frontier, nghĩa là gì? Là tập hợp những cái danh mục tối ưu. Thế nào được gọi là danh mục tối ưu? Là những cái danh mục mà ứng với một mức tỷ suất sinh lời thì cho rủi ro thấp nhất, ứng với một mức rủi ro thì cho tỷ suất sinh lời cao nhất. Vậy thì cái đường biên hiệu quả này được gọi là tập hợp những cái danh mục tối ưu. Vậy thì bây giờ tùy theo khẩu vị của các bạn, chẳng hạn các bạn mà khẩu vị rủi ro các bạn thấp thì các bạn nên chọn cái danh mục này, khẩu vị rủi ro các bạn cao thì các bạn nên chọn cái danh mục này. Nhưng mà tóm lại là cái danh mục của các bạn phải nằm trên đường biên hiệu quả, bởi vì nó sẽ cho các bạn là những cái danh mục tối ưu nhất, đúng không? Hay nói cách khác, nếu tiền của các bạn bây giờ các bạn đổ hết vào các cái tài sản có rủi ro, tiền của mình đổ hết vào các cái tài sản có rủi ro thì tối đa là tỷ suất sinh lời các bạn là nằm trên cái đường này. Đó, ví dụ như các bạn đầu tư vào các cái tài sản có rủi ro thôi thì ứng với một cái mức rủi ro ở đây thì tỷ suất sinh lời cao nhất các bạn có thể đạt được ở đây. Ứng với một cái mức rủi ro đây thì tỷ suất sinh lời cao nhất các bạn đạt được ở đây, nằm trên đường biên hiệu quả. Nằm trên đường biên hiệu quả. Được chưa? Thì bây giờ đặt ra một câu hỏi, có cách gì mà tôi có tỷ suất sinh lời cao hơn không? Ví dụ tôi muốn ở đây được không, tôi chấp nhận rủi ro ngang đây này, nhưng mà bây giờ có cách gì mà tôi có được tỷ suất sinh lời trên này không, đây này, ngang này, cho tôi không muốn ở mức này. À, mà trong khi bạn nói là mức này là cao nhất rồi, không kiếm cái nào ra được cao hơn, nhưng mà tôi muốn cái này, có cách gì không? Đặt ra câu hỏi thì người ta thấy là nếu các bạn đầu tư hết vào các cái tài sản có rủi ro thì tối đa chỉ nằm trên đường biên hiệu quả, không có vượt được nữa. Bây giờ các bạn chỉ đầu tư vào các tài sản rủi ro thì tối đa là nằm trên đường biên hiệu quả. Nhưng mà gì? Nếu bây giờ các bạn kết hợp tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro, kết hợp tài sản rủi ro và phi rủi ro, đây đường biên hiệu quả là đây các bạn, đường biên hiệu quả là đây. Đó. Là đường biên hiệu quả là gì? Là tập hợp những danh mục tối ưu của các tài sản có rủi ro. Tức là nếu mình đầu tư vào các tài sản rủi ro thì tối đa nhất là mình nằm trên đường biên hiệu quả. Danh mục nằm trên đường biên hiệu quả là danh mục tối ưu nhất. Nhưng mà ứng với một cái tỷ suất sinh lời, ứng với một mức rủi ro cho trước, thì nếu các bạn đầu tư vào các cái tài sản có rủi ro thì tối đa tỷ suất sinh lời các bạn đạt được sẽ ở đây, nằm trên đường biên hiệu quả. Bây giờ cô mới nói có cách gì mà cô vượt lên trên này được không? Thì người ta thấy có một cách, đó là gì? Đó là các bạn kết hợp đầu tư vào tài sản phi rủi ro. Cô gọi F là tài sản phi rủi ro. Tài sản phi rủi ro. F là tài sản phi rủi ro. Tài sản phi rủi ro là gì? Là tài sản mà có rủi ro bằng không. Thì theo lý thuyết, tài sản phi rủi ro là những cái tài sản có rủi ro bằng không.
Còn trong thực tế thì thực chất không có cái tài sản nào một phi rủi ro hết. Nhưng mà trong thực tế thì thường người ta có thể lựa chọn là ví dụ như là gì? Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc là xem như là tài sản phi rủi ro. Bởi vì sao? Người ta lập luận là trong ngắn hạn thì việc mà chính phủ phá sản là điều rất khó xảy ra. Hầu như các cái nước thì trong ngắn hạn rất khó để có thể vận lợi. Cho nên là cái tỷ suất sinh lời của tín phiếu kho bạc có thể được xem như là tỷ suất sinh lời của tài sản phi rủi ro. Tức là tín phiếu kho bạc có thể được xem như là một cái tài sản đại diện cho tài sản phi rủi ro. Và lãi suất phi rủi ro RF thông thường họ sẽ lấy đó chính là lãi suất của tín phiếu kho bạc, còn không thì trái phiếu kho bạc. Được chưa? Họ xem như là lãi suất ở mức thấp nhất có thể. Ấy thì nếu bây giờ tiền của mình không chỉ đầu tư vào các tài sản có rủi ro, ví dụ như các bạn đầu tư vào cái danh mục A là gồm tài sản có rủi ro, các bạn còn đầu tư vào tài sản phi rủi ro S nữa. Tức là tiền của mình vừa đầu tư vào S, vừa đầu tư vào tài sản có rủi ro. Thì lúc này cái tỷ suất, cái mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời và rủi ro nó sẽ là cái đường này các bạn này. Được gọi là đường thị trường vốn, CAL. Làm sao ra được cái đường này rồi mọi thứ môn đầu tư sẽ học. Đừng có bây giờ không có cần, các bạn chỉ hiểu ý tưởng là à, nếu chỉ đầu tư vào tài sản có rủi ro thì tối đa là nằm trên đường biên hiệu quả. Đấy. Làm sao ra được cái đường biên hiệu quả thì thông Mark Covid họ đã chỉ cái cách để các bạn làm ra được, là ứng với một tỷ suất sinh lời các bạn chọn với rủi ro thấp nhất, ứng với một mức rủi ro các bạn chọn tỷ suất sinh lời cao nhất các bạn muốn. Còn làm sao trong thực tế thì môn đầu tư sẽ học. Tiếp theo là mình kết hợp với F. Nếu như tiền của chúng ta không chỉ đổ vào tài sản có rủi ro mà các bạn còn đổ vào tài sản phi rủi ro thì các bạn có thể tạo ra được cái đường này CEL, và ứng với một mức rủi ro cho trước nó sẽ cho tỷ suất sinh lời cao hơn, tốt hơn này. Đấy. Nên đôi khi các bạn nghĩ ủa đầu tư hết vào tài sản có rủi ro thì tỷ suất sinh lời cao hơn chứ, chưa chắc nha. Nhìn vào đây này các bạn thấy này, đầu tư hết vào tài sản có rủi ro là nằm trên đường biên hiệu quả này là tối đa, nhưng mà các bạn kết hợp giữa F này, ví dụ vừa đi gửi ngân hàng chẳng hạn, vừa đầu tư vào A này, các bạn có thể đạt được tỷ suất sinh lời tốt hơn này, ứng với một mức rủi ro cho trước. Đấy. Và cái công việc mà phân chia là bao nhiêu phần trăm nên đổ vào F, bao nhiêu phần trăm nên đổ vào A, tức là tài sản có rủi ro, tiền của mình bao nhiêu mình đầu tư vào 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 F, tức là bao nhiêu tiền mình đầu tư vào tín phiếu kho bạc, hay bao nhiêu phần trăm mình đi gửi ngân hàng, bao nhiêu phần trăm mình đi đổ vào vào các tài sản có rủi ro, trong tài sản rủi ro đó bao nhiêu phần trăm mình đầu tư vào cổ phiếu, bao nhiêu đầu tư vào trái phiếu, bao nhiêu đầu tư vào bất động sản, vân vân, thì chúng ta gọi một cái tên gọi là phân bổ vốn. Và cái phân bổ vốn nó cực kỳ quan trọng trong đầu tư, nó sẽ quyết định đến thành quả của các bạn rất là dữ dội, đôi khi còn nhiều hơn cả việc là các bạn lựa chọn chứng khoán nào để đầu tư nữa. Thì cái việc phân bổ vốn đó mình học như thế nào thì môn đầu tư sẽ đi, tức là nó sẽ cho các bạn biết được là các bạn nên đổ bao nhiêu vào F, các bạn nên đổ bao nhiêu vào A, và xây dựng cái A này tối ưu như thế nào. Dạ. Còn trong cái môn học của mình thì phần này bỏ nãy giờ nói để biết thôi. Dạ. Rồi. Bây giờ đặt ra một cái điểm nữa. Đó là gì? Các nhà đầu tư có kỳ vọng thuần nhất có nghĩa là gì? Tất cả các nhà đầu tư đều có những cái ước tính giống nhau về tỷ suất sinh lời, về phương sai và độ lệch chuẩn. Tức là tôi nghĩ cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời kỳ vọng 10% thì tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy. Nếu như cô nghĩ là đồ lệch chuẩn, cô tính toán cô nghĩ rằng đồ lệch chuẩn của chứng khoán A là 5% thì tất cả mọi người cũng như vậy. Và điều này không phải trong thực tế lúc nào cũng thế. Cho nên ở đây chúng ta giả định là nếu như tất cả các nhà đầu tư có một cái kỳ vọng thuần nhất, tức là homogeneous expectation, là kỳ vọng thuần nhất, tức là họ có những ước tính giống nhau. Mà nếu họ có những cái ước tính giống nhau, tức là đầu vào họ giống nhau, thì dẫn đến các bạn chỉ cái đường biên hiệu quả của họ là giống nhau. Bởi vì cô bỏ vào máy, cô bỏ vào chẳng hạn như cô liệt kê là gồm có 5 chứng khoán A, B, C, D, mà cô để là A thì cô ước tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng 10%, đồ là chuẩn 5%, B 7%, 8%. Thì nếu như bạn cũng có cái kỳ vọng giống cô, tức là tỷ suất sinh lời của chứng khoán A bạn cũng tính ra 10%, bạn cũng dự báo là có 30% xác suất chứng khoán A sẽ tăng giá, 70% xác suất nó giảm giá, vân vân, giống cô, thì dẫn đến là gì? Đầu vào của các bạn giống cô, mà đầu vào của bạn giống cô thì dẫn đến cái đường biên hiệu quả của bạn với cô là như nhau, mà đường biên hiệu quả của bạn với cô như nhau thì dẫn đến là gì? Cái danh mục tối ưu mà cô với bạn chọn sẽ là như nhau.
đúng không? Cô hay là bạn gì thì cũng chọn cùng một cái danh mục. Tức là dẫn đến là nếu như tất cả mọi người có kỳ vọng với nhau thì dẫn đến mọi nhà đầu tư đều chọn cùng một cái điểm A. Tất cả đều đều chọn cùng một cái danh mục tối ưu. Bởi vì là cô với bạn có đầu vào giống nhau, cùng ước tính giống nhau thì dẫn đến là cái danh mục cô với bạn xây dựng ra nó sẽ là giống nhau. Đúng không? Mà nếu như tất cả mọi người đều có một cái danh mục tối ưu giống nhau, danh mục các cái tài sản có rủi ro tối ưu giống nhau, thì cái danh mục đó phải là danh mục thị trường, phải là danh mục thị trường nha, phải là danh mục thị trường, thì lúc này B sẽ thành là M. Tại sao lúc này B sẽ thành M? Bởi vì một lý do thế này, giả định như là danh mục thị trường là gì, là danh mục gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường. Giả định như là trên thị trường có N chứng khoán, mà trong khi cái danh mục B sao nó chỉ gồm N trừ một chứng khoán, có một chứng khoán không bao gồm trong này, ví dụ như chứng khoán của công ty A, công ty X không bao gồm trong này. Vậy thì điều gì xảy ra nếu như cái danh mục tối ưu cô với các bạn xây dựng nó chỉ gồm N trừ một chứng khoán, nó không có cổ phiếu của chứng khoán X, thì dẫn đến là gì? Cô sẽ không mua chứng khoán X, bởi vì danh mục của cô là không gồm chứng khoán X, bạn cũng không mua chứng khoán X, không nắm giữ chứng khoán X. Mà bởi vì chúng ta giả định là các nhà đầu tư có những ước tính giống nhau, cho nên dẫn đến họ cùng nắm giữ một cái danh mục giống nhau, thì dẫn đến là ai cũng không đầu tư vào chứng khoán X. Mà nếu ai cũng không đầu tư vào chứng khoán X thì giá chứng khoán X sẽ giảm, và giá nó sẽ giảm cho đến một cái điểm mà nó trở nên hấp dẫn, đúng không? Đầu tiên là mình không đầu tư, nhưng mà mình không đầu tư thì giá nó giảm, và giá nó giảm nếu ai cũng làm về thì giá nó giảm, và giá nó giảm đến một cái mức mà nó trở nên hấp dẫn, thì lúc này người ta sẽ mua, để khi mà nó quá giảm quá nhiều thì nó tạo ra được một cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao, và dẫn đến là người ta sẽ mua nó vào. Và nếu người ta mua vào thì lúc này gì, nó sẽ gồm N chứng khoán, B sẽ gồm N chứng khoán, và BN chứng khoán thì B sẽ thành là M trên một thị trường. Cho nên là gì, cái này mà các bạn nghe mà chưa hiểu lắm cũng không sao, môn đầu tư sẽ đi rất là kỹ, yên tâm nha. Nhưng mà nó sẽ lập luận thế này: trong một cái thế giới kỳ vọng thuần nhất, trong một thế giới kỳ vọng thuần nhất, tức là các nhà đầu tư có những kỳ vọng giống nhau về tỷ suất sinh lời, phương sai và độ lệch chuẩn của tất cả các chứng khoán, thì tất cả các nhà đầu tư sẽ nắm giữ một cái danh mục tài sản có rủi ro giống nhau, đó chính là điểm A. Và cái danh mục đó nó sẽ thành là danh mục thị trường, danh mục gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường. Danh mục thị trường là danh mục gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường. Vì sao? Bởi vì nếu có một chứng khoán không nằm trong cái danh mục này, cái danh mục A này, thì dẫn đến là gì, tất cả mọi người đều không nắm giữ nó thì giá nó sẽ giảm, và giá nó giảm giảm đến khi nào mà nó trở nên hấp dẫn và mọi người sẽ bắt đầu cho nó vào danh mục của mình. Cho nên dẫn đến là gì, tất cả mọi người đều nắm giữ danh mục thị trường. Mà nhưng mà điều này chỉ đúng trong một cái thế giới kỳ vọng thuần nhất nha, còn trong thế giới của mình không phải là kỳ vọng thuần nhất, không phải ai mọi người đều có những ước tính giống nhau thì nó sẽ khác. Nhưng mà nếu như mọi người có một cái kỳ vọng thuần nhất thì lúc đó danh mục A sẽ là danh mục thị trường. Và danh mục thị trường là gì? Là danh mục gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường. Và trong thực tế thì mình không thể nào mà xây dựng một cái danh mục gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường được. Và thường là người ta sẽ sử dụng một số các cái chỉ số hoặc một cái danh mục đại diện. Và ví dụ như ở Mỹ người ta lấy là S&P 500, 500 công ty có vốn hóa lớn nhất để người ta đại diện cho thị trường. Và ví dụ ở Việt Nam mình lấy là VN Index, hoặc là để mà xem như gọi là đại diện cho thị trường tăng giá hay là thị trường giảm giá vân vân, thì mình hay sử dụng như vậy. Vậy thì trong thực tế người ta chỉ lấy một cái chỉ số hoặc một cái danh mục nhỏ hơn để đại diện cho danh mục thị trường, bởi vì chúng ta không thể nào mà lập một cái danh mục thị trường được, vì định nghĩa của danh mục thị trường là gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường. Làm sao các bạn có thể thể tính được một cái danh mục gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường trong thực tế được? Em mình chỉ có thể lấy đại diện mà thôi. Rồi, ê thì trong cái tình huống này thì điều gì xảy ra? Nếu như mà tất cả mọi người đều nắm giữ một cái danh mục thị trường thì lúc này rủi ro hệ thống, rủi ro phi hệ thống có còn không các bạn? Rủi ro phi hệ thống có còn không? Nắm giữ một cái danh mục mà gọi là đa dạng hóa tốt, gồm tất cả các chứng khoán trên thị trường, thì lúc đó rủi ro phi hệ thống có còn không? Không, chắc chắn là triệt tiêu được rủi ro phi hệ thống rồi. Có bao nhiêu chứng khoán tôi nắm giữ hết rồi thì làm sao mà còn có rủi ro phi hệ thống được? Cho nên lúc này nó chỉ còn có cái rủi ro hệ thống mà thôi. Lúc này chỉ còn có rủi ro hệ thống, đúng không? Đây này, nếu bây giờ mà
cái số lượng chứng khoán chúng ta tăng nhiều lên, thì lúc này chúng ta triệt tiêu được cái rủi ro phi hệ thống rồi, chỉ còn trong này cái rủi ro hệ thống mà thôi. Vậy thì lúc này nhà đầu tư họ chỉ quan tâm đến cái rủi ro hệ thống này thôi các bạn ạ. Bởi vì phần rủi ro phi hệ thống là có thể làm biến mất bằng cách đa dạng hóa. Việc nắm giữ nhiều chứng khoán có thể giúp các bạn biến mất rủi ro phi hệ thống. Thì lúc này nó chỉ còn có cái rủi ro hệ thống này mà thôi. Vậy thì bây giờ tôi cần một cái thước đo để đo lường cái rủi ro hệ thống này. Bởi vì gì? Đồ là chuẩn là một cái thước đo rủi ro. Nhưng mà đồ là chuẩn này là nó đo lường rủi ro bao gồm trong đó cả rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống các bạn nha. Bao gồm cả rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Trong khi nếu các bạn nắm giữ một cái danh mục đa dạng hóa tốt thế này, đồ là chuẩn này, là nó bao gồm trong đó rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Nhưng mà bây giờ nếu tôi nắm giữ một cái danh mục đa dạng hóa tốt thì cái phần phi hệ thống là nó biến mất rồi. Nó chỉ còn cái rủi ro hệ thống. Cho nên tôi cần một cái thước đo khác để đo lường rủi ro hệ thống thôi. Đó chính là bây giờ cô sẽ giới thiệu một cái thước đo khác, đó chính là beta. Beta. Đó chính là beta. Thì công thức tính beta sẽ như thế này. Vì sao công thức tính beta như này? Môn đầu tư sẽ giải thích. Nó sẽ bằng covariance giữa hai cái RIRM và chia cho variance của phương sai của danh mục thị trường. À, cái đặc điểm của beta là gì? Beta, ưu điểm của nó là gì? Beta là một cái thước đo rủi ro của một chứng khoán. Thước đo rủi ro của một chứng khoán, nhưng mà đo lường cái gì? Nó đo lường rủi ro hệ thống. Đấy. Đến thời điểm này các bạn có hai cái thước đo rủi ro, một là đồ là chuẩn và hai là beta. Các bạn hay nghe đến beta, nhưng mà sự khác biệt giữa đồ là chuẩn và beta là gì? Trong khi đồ là chuẩn là đo lường cả rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống, tức là rủi ro tổng thể, thì beta này nó chỉ đo lường rủi ro hệ thống mà thôi, chỉ đo lường rủi ro hệ thống mà thôi. Nó một cách nôm na, bây giờ COVID pandemic là một cái rủi ro hệ thống, rõ ràng là nó tác động đến hầu hết các cái chứng khoán trên thị trường, các công ty. Nhưng mà gì, cái mức độ nó ảnh hưởng đối với một công ty nó có thể khác nhau. Chẳng hạn những công ty nằm trong dịch vụ này, du lịch này, thì rõ ràng cái COVID pandemic nó ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà những công ty về mặt dược phẩm hoặc là thiết yếu thì có thể cái mức độ ảnh hưởng nó sẽ là khác. Có đúng không? Vậy thì cũng một cái rủi ro là rủi ro hệ thống là COVID pandemic, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó đối với từng chứng khoán nó khác nhau. Thì cái beta này này là nó đo lường cái sự thay đổi của một chứng khoán so với sự thay đổi của thị trường, tức là nó xem xét phản ứng của một chứng khoán đối với sự thay đổi của danh mục thị trường. Beta đo lường cái sự thay đổi của một chứng khoán, tỷ suất sinh lời của một chứng khoán so với sự thay đổi trong tỷ suất sinh lời của danh mục thị trường. Danh mục thị trường. Được chưa? Ví dụ beta bằng 3 có nghĩa là gì? Có nghĩa là tỷ suất sinh lời của danh mục tăng 1% thì tỷ suất sinh lời của chứng khoán này tăng đến 3%. Nhưng ngược lại, tỷ suất sinh lời của chứng khoán ở danh mục thị trường giảm 1% thì tỷ suất sinh lời của chứng khoán này giảm đến 3%. Vậy beta nó cho biết được cái mức độ nhạy cảm của một chứng khoán với cái sự thay đổi trong tỷ suất sinh lời của danh mục thị trường. Nha. Và nó sẽ được tính bằng đây. Đó là covariance của RIRM, tức là mối tương quan giữa chứng khoán Y với danh mục thị trường và chia cho phương sai của danh mục thị trường. Tức là nó cho biết được cái mức độ nhạy cảm của cái chứng khoán đó so với thị trường. Cho nên nó đo lường, nó khác biệt với đồ là chuẩn, đó là nó đo lường rủi ro hệ thống mà thôi. Để lưu ý nhé, đồ là chuẩn là đo lường rủi ro tổng thể gồm có hệ thống và phi hệ thống. Còn beta là nó chỉ bao gồm rủi ro hệ thống. Và những cái nhà đầu tư thì họ lập luận là gì? Đa dạng hóa có thể giúp các bạn giảm thiểu rủi ro. Cho nên là gì? Thị trường chỉ tương thưởng, tức là thị trường chỉ bù đắp cho việc là các bạn phải gánh chịu rủi ro hệ thống mà thôi. Còn việc mà các bạn gánh chịu rủi ro phi hệ thống, đó là do các bạn không đa dạng hóa tốt, thì là lỗi của các bạn. Thị trường sẽ không bù đắp cho điều này. Mà thị trường sẽ chỉ bù đắp cho cái gì? Cho việc các bạn nắm giữ rủi ro hệ thống mà thôi, vì các bạn không thể nào đa dạng hóa để làm biến mất đi được. Vậy thì làm sao để biết được cái phần mù cho cái rủi ro hệ thống này? Thì chúng ta sẽ qua một cái mô hình gọi là mô hình CBM. Mô hình CBM thể hiện cái mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời. Trong đó cho biết được là cái mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng để bù đắp cho cái rủi ro hệ thống của một chứng khoán. Vậy thì người ta thấy rằng là gì? Đây, đây là mô hình CBM. À, cái này thì phải biết này. Còn làm sao chứng minh ra được cái mô hình CBM này để môn đầu tư? Dạ, môn đầu tư sẽ đi chứng minh. Còn ở đây mình có, mình học luôn.
Cụ thể là gì? Họ cho rằng là gì? Lưu ý nè. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán. Bây giờ tôi đi đầu tư vào một chứng khoán, tôi muốn biết được cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng của nó là bao nhiêu. Nó phải cho tôi tỷ suất sinh lời bao nhiêu thì nó mới bù đắp được cho rủi ro. Thì người ta thấy tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán tối thiểu nó phải bằng lãi suất phi rủi ro, đúng không? Ví dụ tôi đi gửi ngân hàng được 6%, thì rõ ràng tôi đi đầu tư vào một cái tài sản có rủi ro khác, nó phải cho tôi tối thiểu là 6%. Chứ còn thấp hơn các bạn có làm không? Không, đi gửi ngân hàng chút khỏe cho rồi, đúng không? Vậy thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một cái tài sản có rủi ro thì thứ nhất là nó phải tối thiểu bằng lãi suất phi rủi ro. Lãi suất phi rủi ro tức là lãi suất của các tài sản phi rủi ro. Và ví dụ như là lãi suất của tín phiếu kho bạc hoặc là deposit cũng được, tức là tiền gửi tiết kiệm đi cũng xem như là rủi ro thấp nhất, đúng không? Thì ít nhất nó phải bằng lãi suất phi rủi ro, và nó cộng thêm một cái gì, tức là nó phải bằng RF, và nó cộng thêm một cái gì, cộng thêm cái này người ta gọi là phần bù rủi ro của chứng khoán. Cái đóng này này là phần bù rủi ro của chứng khoán. Một cái chứng khoán mà có rủi ro càng cao thì tôi sẽ đòi hỏi phần bù nhiều, một cái chứng khoán có rủi ro thấp thì tôi sẽ đòi hỏi phần bù thấp. Vậy phân bù rủi ro của chứng khoán nó sẽ bằng cái gì? Thứ nhất là nó sẽ bằng phân bù rủi ro của danh mục thị trường. Tại sao danh mục thị trường có tỷ suất sinh lời khác với RS? RS là lãi suất phi rủi ro này, tức là đầu tư vào các cái tài sản phi rủi ro thì chúng ta được RS. RM là gì? Là tỷ suất sinh lời của danh mục thị trường. Vậy thì vì sao RM nó phải khác RS? Tại sao lại có sự chất lệch ở đây? Là bởi vì mình nắm giữ danh mục thị trường thì mình vẫn phải chịu rủi ro thị trường, chứ đâu có triệt tiêu được đâu. Cho nên rõ ràng là RM thông thường nó phải lớn hơn RS để nó bù đắp được cho cái gì? Nó bù đắp cho cái phần gọi là rủi ro thị trường. Các bạn nắm giữ cái danh mục thị trường, các bạn nắm giữ hết tất cả các chứng khoán trên thị trường thì các bạn cũng không triệt tiêu được rủi ro, cho nên dẫn đến là mình phải có một cái phần bù cho rủi ro hệ thống. Hiểu ý không? Ví dụ các bạn đi gửi ngân hàng, xem như các bạn có 6% nào, đúng không ạ? Trong khi là các bạn nắm giữ hết các chứng khoán trên thị trường, các bạn vẫn phải chịu một cái rủi ro hệ thống, rất nhiều các cái rủi ro thị trường. Vậy thì ở đây nó phải có cái chênh lệch. RS là gì? Là tỷ suất sinh lời của các tài sản phi rủi ro, tức là không có rủi ro mình được RS, mà mình nắm giữ trên một thị trường mình vẫn phải chịu rủi ro hệ thống, đâu biến mất được đâu. Thì cho nên nó phải có một cái chênh lệch. Cái phần chênh lệch này được gọi là gì? Là phần bù rủi ro thị trường. Phần bù rủi ro thị trường. Và phần bù rủi ro thị trường mình nhân với beta. Beta là gì? Là xem xét cái mức độ nhạy cảm của chứng khoán đó. Chứng khoán nào có beta càng cao, tức là mức độ nhạy cảm càng cao, tức là rủi ro càng lớn. Vậy thì mình nhân với beta thì mình sẽ ra được là gì? Phần bù rủi ro của chứng khoán, đúng không? Thì mình sẽ có một công thức, đó là ERI. Công thức này là công thức CABM nổi tiếng bậc nhất trong đầu tư, cho biết được cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng để đủ bù đắp cho rủi ro của nó. Nó sẽ bằng RF cộng với gì? Beta nhân với RM trừ đi RF. Yeah. Trong môn học của mình thì beta sẽ cho sẵn các bạn, không bắt các bạn tính nha. Beta sẽ cho sẵn, còn môn đầu tư thì mới tính. Còn môn học của mình là beta cho sẵn. Các bạn chỉ phân biệt cho cô được beta và đồ là chuẩn. Một cái, hai cái đều là thước đo rủi ro. Đồ là chuẩn càng cao rủi ro lớn, beta càng cao rủi ro càng lớn. Nhưng mà sự khác biệt đó là đồ là chuẩn là đo lường rủi ro tổng thể, gồm cả hệ thống và phi hệ thống. Còn beta là chỉ có rủi ro hệ thống. Bởi vì là người ta lập luận là đa dạng hóa có thể làm biến mất rủi ro phi hệ thống. Các bạn không đa dạng hóa để làm biến mất là lỗi của các bạn, thị trường sẽ không tương thích. Nhưng mà cái rủi ro phi hệ thống là không thể nào làm biến mất, cho nên thị trường phải 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 tương thưởng, tức là phải có một cái phần tỷ suất sinh lời để bù đắp cái điều đó. Vậy thì tỷ suất sinh lời để bù đắp cái điều đó sẽ bao gồm cái gì? Thứ nhất nó phải bằng RF, nó bằng lãi suất của các tài sản phi rủi ro, cộng với gì? Cái này là phần bù rủi ro của chứng khoán. Và phần bù rủi ro của chứng khoán nó sẽ phụ thuộc vào beta và phụ thuộc vào phần bù rủi ro của thị trường. Thì cái này mà áp dụng vào thực tiễn thì có rất nhiều thứ để nói, thì môn đầu tư sẽ nói. Còn trong môn học của mình đó, các bạn chỉ cần thuộc cho cô công thức này. Còn RS là cho sẵn, beta cho sẵn, RM là cho sẵn, chỉ thế vào công thức thôi là các bạn có. Dạ, các bạn có. Thì ở đây
Đấy một ví dụ. Đây một ví dụ thôi. Có cái nào mà tính không? CVM. À, đây. Rồi ủng hộ một đống luôn. Rồi. Ví dụ bài số 12 các bạn làm được không? Đó. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà để ứng dụng được trong thực tiễn, hiện nay CVM xài rất là nhiều trong định giá, trong tính giá cổ phiếu, trong tính tỷ suất sinh lời, kỳ vọng, chi phí sử dụng vốn, nó cực kỳ hữu ích các bạn. Mình chưa đi sâu, đầu tư sẽ đi sâu này. Tuy nhiên trong môn tài chính là mình chỉ lướt qua thôi. Đây. Thì các bạn nhìn thấy này. Ví dụ bài này các bạn làm được không? Chắc sẵn hết rồi này. Beta là 1.15. Expected return on the market tức là RM. Cái này là cho beta này. Ví dụ như họ cho beta là 1.15 này. Expected return là 11%, 11% này là cái gì? 1% này là chính là RM các bạn. Chính là RM. À, 11%. Risk free rate 5% thì cái này chính là gì? RF các bạn. Đây là RF là bằng 5%. Đó, đây là RM là bằng 11%. Và người ta hỏi mình là gì đây? Hỏi mình là expected return on this stock tức là ERI. Các bạn có tính được không? Nó sẽ bằng gì? 5% cộng với beta là 1,15 và nhân với 11 trừ 5. Rất là đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ tính ra được tỷ suất sinh lời kỳ vọng để đủ bù đắp cho rủi ro của nó. Môn CVM rất là quan trọng bởi vì nó giúp các bạn biết được là khi các bạn đi đầu tư thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng bao nhiêu thì đủ bù đắp cho rủi ro của nó, rủi ro hệ thống. Chứ chúng ta không thể nói là một người nói là à, đầu tư vào tôi đi, tôi cho em tỷ suất sinh lời 30%. Gửi ngân hàng có 6% mà. Trong khi tôi sẽ cho em tỷ suất sinh lời 30%, dự án của tôi sẽ tạo ra tỷ suất sinh lời kỳ vọng 30% cho em. Mình nghe hấp dẫn không? Mình so sánh như vậy là sai. Bởi vì sao các bạn? Các bạn gửi ngân hàng rủi ro nó thấp hơn nhiều. Các bạn đi đầu tư vào dự án mà cái người đó họ đề xuất rủi ro là bao nhiêu? Tôi cần phải biết là ứng với cái rủi ro đó thì tỷ suất sinh lời mà đúng bù đắp là bao nhiêu. Chẳng hạn như tôi tính toán tôi thấy là ứng với cái rủi ro của dự án đó, tỷ suất sinh lời mà để đúng bù đắp cho rủi ro của dự án là phải là 50%, mà trong khi anh cho tôi 30% mà thực chất là còn cái này là không nên đầu tư thì có. Nhưng mà nếu mình tính là chỉ cần 15% là đủ bù đắp, mà trong khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng họ ước tính là đến 30%, vậy thì xứng đáng để mình đầu tư. Thế cho nên CVM nó rất là quan trọng bởi vì nó có một cái benchmark để các bạn giúp các bạn đưa ra các cái quyết định. Tức là mình biết được là cái mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng bao nhiêu thì vừa đủ bù đắp cho rủi ro. Thì nếu tỷ suất sinh lời dự kiến nó lớn hơn cái mà CVM này thì những cái chứng khoán đó mới là những chứng khoán mà hiện chúng ta nên nên đầu tư. Đúng không? Nên khi mình nói rằng mình có một cái tỷ suất sinh lời vượt trội, mình đánh bại thị trường, thì các bạn phải so là vượt trội so với RCVN, chứ không phải vượt trội so với lãi suất ngân hàng, so với các cái dự án. Bởi vì gì? Mỗi dự án, mỗi cơ hội đầu tư nó sẽ có rủi ro khác nhau. Và vì nó có rủi ro khác nhau, cho nên cái tỷ suất sinh lời yêu cầu để đủ bù đắp cho rủi ro nó sẽ khác nhau. Và làm sao tôi biết được điều đó? Một trong những cách thức là xài mô hình CVN. Ví dụ, ứng với rủi ro beta bằng 1,15 thì tỷ suất sinh lời của nó phải là bao nhiêu? RF còn với 1,15 nhân 11 trừ 5% mới đủ bù đắp cho rủi ro. Nhưng mà một cái chứng khoán khác có beta bằng 1.6 thì chúng ta sẽ đòi hỏi một cái tỷ suất sinh lời nó khác. Có beta bằng 1.28 thì tỷ suất sinh lời chúng ta đòi hỏi nó sẽ khác. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Thì ví dụ cái bài 12, 13, 14, 15 các bạn làm được không? Làm được không ạ? Lớp rồi. Được ha. Đúng ạ. Thì mình sẽ thấy R là 11.9. 11.9 nghĩa là gì? Nghĩa là cái chứng khoán này mà nó cho tôi tỷ suất sinh lời 11.9 là vừa mới đủ bù đắp cho rủi ro hệ thống của nó mà thôi. À. Ví dụ các bạn đi đầu tư vào chứng khoán này, tỷ suất sinh lời thực tế nó cho bạn được 10%. Thì bạn nói ô so với gửi ngân hàng 5% thì mình được 10%, vậy là mình xem như là nhà đầu tư thành công rồi.
Xin thưa không. Bởi vì tỷ suất sinh lời mà để bù đắp cho rủi ro phải là 11.9. Mà bạn chỉ tạo được có 10%. Thì thực chất là nó còn không đủ bù đắp cho rủi ro các bạn đang gánh chịu. Yeah. Bởi vì gửi ngân hàng rủi ro thấp hơn. Mua tín phiếu kho bạc rủi ro xem như không có. Đúng không? Trong khi các bạn đầu tư vào cái chứng khoán này nó sẽ có những cái rủi ro. Cho nên những cái chẳng hạn như những cái chứng khoán mà chứng khoán gọi là mid cap, có nghĩa là micro cap á, thì những cái chứng khoán mà chẳng hạn như có quy mô vốn hóa nhỏ thì thường tỷ suất sinh lời các bạn nhìn thấy là có thể nó cao hơn. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì một cái đặc điểm ở đây là rủi ro nó lớn hơn, thì mình phải tính tỷ suất sinh lời theo CABM, và cái phần vượt trên CABM mới gọi là cái phần gọi là abnormal, phần là vượt trội, phần được xem như là bất thường, phần vượt trội của các bạn. Thì đi sâu vào là CABM nó sẽ giúp các bạn lựa chọn chứng khoán như thế nào, chứng khoán nào là định giá thấp, chứng khoán nào là định giá cao, thì để môn đầu tư chúng ta đi nha. Rồi nói thêm một chút xíu nữa rồi chúng ta sẽ nghĩ. Vậy thì để giải thích thêm một chút xíu về CABM để thấy tầm quan trọng của nó mình sẽ được học lại. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây, giả định như cô đưa cái phương trình là AR, phương trình này, phương trình này các bạn này, lên trên đồ thị phương trình này. Trong đó trục hình là gì? Trục hình là beta. Bây giờ cô xài beta để đo lường rủi ro. Còn trục tung là ARI, là tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Thì chúng ta sẽ có phương trình là ARI sẽ bằng RF, còn beta RM trừ RF. Thì cái đường này này, cái đường mà thể hiện của cái phương trình đó, người ta gọi là đường thị trường chứng khoán, này đường SML. Đường SML tức là thể hiện cái phương trình này này, với trục hình là beta và trục tung là ARI. Thì các bạn thấy này, nếu mà các bạn đầu tư vào F thì các bạn sẽ đạt được rủi ro là 0% và tỷ suất sinh lời là RF. Nếu các bạn nắm giữ một cái danh mục thị trường thì beta các bạn là bằng 1 và gì ạ? Tỷ suất sinh lời các bạn là bằng RM. Thì đây. Yeah. Ê, thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy này, giá định như cổ phiếu là cổ phiếu S này, một cái cổ phiếu S, thì các bạn cho cô biết những cái cổ phiếu S này là cổ phiếu bị định dưới giá hay là định cao giá, hoặc là gọi là cái cổ phiếu S này các bạn nên mua hay nên bán. Làm sao để biết là chúng ta nên mua hay nên bán cổ phiếu S này, những cái cổ phiếu mà nằm dưới đường SML? Thì chúng ta nhìn này, cổ phiếu S nằm dưới đường SML nghĩa là gì? Ví dụ cổ phiếu S này có beta bằng 0.8. Beta bằng 0.8 thì tức là gì? Tức là nếu muốn được một cái tỷ suất sinh lời mà đủ bù đắp cho rủi ro thì nó phải tạo ra được tỷ suất sinh lời từng này các bạn này. Ở cái điểm này, điểm màu xanh xanh này, này. Đây, màu xanh xanh này. Nhưng mà trong khi thực tế là nó dự kiến nó chỉ cho được tỷ suất sinh lời từng này thôi các bạn. Đây là. Vậy thì tỷ suất sinh lời dự kiến gọi là actual expected return là nó thấp hơn cái expected return mà theo CABM. Theo CABM. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có nên đầu tư vào chứng khoán S không? Câu trả lời là không. Hay là chứng khoán S này chúng ta gọi là nó đang được đỉnh cao giá. Đỉnh cao giá. Bởi vì tỷ suất sinh lời mà nó dự kiến cho chúng ta nó thấp hơn tỷ suất sinh lời mà có thể đủ bù đắp cho rủi ro. Ví dụ như để đủ bù đắp rủi ro nó phải cho tôi tỷ suất sinh lời 15%. Nhưng mà tôi tính toán, tôi ước tính thì nó chỉ có thể cho tôi 10% mà thôi. Vậy thì nó đâu có đủ bù đắp được rủi ro. Thì rõ ràng là chúng ta không nên lựa chọn chứng khoán S này, tức là không nên mua, hay là chúng ta nói cổ phiếu này đang bị đỉnh cào giá, nên tỷ suất sinh lời nó cho chúng ta nó thấp hơn tỷ suất sinh lời và có thể đủ bù đắp cho rủi ro. Còn những cổ phiếu mà nằm trên đường SML, ví dụ như cổ phiếu A này, phiếu A này chẳng hạn ở đây, thì giả định như beta của nó là 0.8 thì nó phải có một tỷ suất sinh lời 15% mới đủ bù đắp rủi ro. Nhưng mà trong khi tôi tính toán, tôi thấy là nó có thể cho tôi lên đến là 30%. Vậy thì đối với chứng khoán A này thì lời khuyên là nên mua, hay là cổ phiếu này đang bị định dưới giá. Còn những cái cổ phiếu mà nằm trên đường SML, nằm trên này luôn, ví dụ như cổ phiếu C nằm ngay trên này, thì cổ phiếu này được gọi là được định đúng giá. Bởi vì tỷ suất sinh lời mà dự kiến nó cho tôi chỉ vừa đủ bù đắp cho rủi ro thôi. Nó vừa đủ bù đắp cho rủi ro. Thì tức là gì? Chúng ta sẽ thấy là xem như nó được định đúng giá. Đúng không ạ? Thì CABM nó sẽ giúp các bạn xác định được, là để giúp các bạn có một cái benchmark, một cái chuẩn để các bạn biết được là những chứng khoán nào bị định cao giá
ngành chứng khoán nào để định dưới giá và giúp các bạn lựa chọn chứng khoán. Để cái đi sâu hơn thì môn đầu tư sẽ đi. Ở đây các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của CABN một chút xíu. Tóm lại, trong chương này, nếu mà chỉ để thi thì chúng ta học cái gì? Một là các bạn học cái phương trình này. Và đề thi thì sẽ cho hết RS, beta, RM. Chỉ thấy số thôi. Thấy số thôi nha. Lưu ý các bạn phân biệt giữa beta và đồ lệch chuẩn. Đồ lệch chuẩn thì đo lường rủi ro hệ thống và phi hệ thống. Beta thì chỉ đo lường rủi ro hệ thống. Đồ lệch chuẩn thì không bằng bình quân giao quyền, nhưng mà beta thì có thể tính bình quân giao quyền. Beta của danh mục thì bằng bình quân giao quyền beta của các chứng khoán liên lạc. Đồ lệch chuẩn thì không bằng bình quân giao quyền, bởi vì đồ lệch chuẩn nó còn phụ thuộc vào cái hệ số tương quan giữa các chứng khoán. Nhưng mà beta của danh mục thì đúng bằng bình quân giao quyền luôn. Bởi vì beta là đo lường rủi ro hệ thống và nó không có sự tương quan gì ở đây cả. Yeah. Một cái thứ hai là nắm được cách đo lường rủi ro, tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một chứng khoán. Cách đo lường tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của một danh mục. Thế là xong, còn những phần còn lại. Hiểu được thì tốt, mà không thì thôi, không sao ấy. Yeah. Nắm được cách tính tỷ suất sinh lời và rủi ro của một danh mục. Tỷ suất sinh lời và rủi ro của một chứng khoán từ đó. Còn là những cái còn lại thì nghe mà chưa thấy thấm gì hết, không sao cả. Sau này sẽ học thêm một lần nữa ở một môn khác. Yeah. Nhưng mà môn này, cái chương này thì tối thiểu phải nắm được những cái này. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Tỷ suất sinh lời. Nhắc lại nha. Nắm được cách tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một chứng khoán, cách tính đồ lệch chuẩn của một chứng khoán. Yeah. Thứ hai, cách tính tỷ suất sinh lời của một danh mục, tỷ suất sinh lời của một danh mục và đồ lệch chuẩn của một danh mục gồm hai chứng khoán. Đây. Rồi thứ ba là mô hình CBN. Rồi, hết. Chỉ có từng đó công thức phải nhớ thôi. Dạ. Và những cái bài tập, chúng ta vừa mới làm là xong, không cần làm thêm nữa. Dạ. Chỉ cần làm những cái bài xoay quanh những bài cô đã cho các bạn làm là được. À. RF, à, hiện nay RF thường chúng ta hay lấy là cái lãi suất của trái phiếu, và trái phiếu chính phủ. Dạ, nó có những cái trang mà stock trái phiếu của chính phủ mà đấu thầu á, theo 5 năm, 10 năm, các bạn có thể lấy đó để làm là đại diện là RF. Của cô à? Của cô thì cô không thể nói với các bạn được nha. Yeah. Học là cô chỉ nói những cái liên quan đến đúng thôi. Chứ còn cô không có bao giờ share những thứ mà, bởi vì mỗi người sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau, nên chúng ta sẽ không có rồi. Các bạn có hỏi gì phần này không ạ? Bài tập thì rất là đơn giản như thế thôi. Còn để lựa chọn ngành nghề nào, vân vân mọi thứ, thì môn đầu tư sẽ chỉ cho các bạn các cái bước để đi như thế nào. Yeah. Để các bạn có những cái kiến thức nền tảng để mình biết được mình sẽ đi như thế nào. Dĩ nhiên không phải học xong là mình đầu tư là chắc chắn là mình có lời, không ai nói vậy. Không có một cái khóa học nào mà học xong mà có thể là gọi là làm giàu và kiếm là chỉ có lời, không có, không có chuyện đó. Nếu giờ gì, không ai dám đứng ra để làm một cái. Còn nếu mà họ nói được điều đó thì phải xem lại. Yeah. Nhưng mà mình học thì mình biết được là mình làm, mình sẽ phải biết được là những cái điều gì nó sẽ có thể xảy ra. Mình control được cái điều đó. Rồi, thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây các bạn nha. Lưu ý thứ năm tuần sau chúng ta sẽ học, và chúng ta học trên cái đường link này luôn các bạn ha. Dạ. Rồi. Tuần sau chúng ta sẽ học về thị trường hiệu quả chương 14. Và nếu ai hỏi gì chúng ta nghỉ hôm nay ở đây các bạn nha. Tạm biệt các bạn.